MC Thanh Show Audio Chuyện Hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện. Hồn thù TH. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng, Tiêu Phàm sắc mặt 10 phần bình tĩnh, cười hướng về phía Vân Khê nhưng là một mặt lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm. Nắm giữ song sinh chiến hồn, cho tới nay là hắn bí mật lớn nhất, dù là cùng hắn thân cận nhất Mây Phán Nhi cũng không biết. Bây giờ bí mật này lại bị Tiêu Phàm dễ dàng nói ra, cái này khiến Vân Khê như thế nào bình tĩnh. Tiêu đại ca, ngươi thật sự có thể chữa khỏi ca ca ta bệnh. Thật lâu, Mây Phán Nhi đánh vỡ bình tĩnh, một mặt nhiệt tình nhìn xem Tiêu Phàm. Nguyên bản trong nội tâm nàng lo lắng không thôi, mặc dù Mây Phán Nhi là huyền âm tuyệt mạch, nhưng mà nàng cũng biết chiến hồn tổn thương cùng song sinh chiến hồn đại biểu cho cái gì. Một khi chiến hồn thụ thương, đừng nói tiếp tục đột phá, chính là nghĩ duy trì vốn có tu vi đều rất gian khổ. Mà nắm giữ song sinh chiến hồn nhân, tương đương với nắm giữ hai lần tu luyện cơ hội, trong đó một cái chiến hồn thụ thương, hắn còn có thể tiếp tục tu luyện. Tiêu Phàm nghe vậy, ngoạn vị thấy một mắt Vân Khê, đạo, mấu chốt còn phải nhìn hắn có tin hay không ta. Vân Khê thần sắc âm tình bất định, đột nhiên cởi mở nở nụ cười, đạo, ta tin tưởng ngươi. À, vì cái gì? Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, hắn thấy, Vân Khê cẩn thận như vậy cẩn thận một người, điểm này từ hắn an bài Mây Phán Nhi liền có thể nhìn ra, hắn cũng không có thể dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhưng mà, Vân Khê nhưng là hai lần nói tin tưởng mình, Tiêu Phàm cũng không cho rằng Vân Khê xem xét chính mình là một người tốt, thế giới này thế nhưng là khắp nơi lộ ra tàn khốc cùng vô tình. Là ta suy nghĩ nhiều, ngươi vừa mới tiến vào không song thánh thành, hẳn là không nghe nói qua ta, càng không khả năng cố ý tìm hiểu tin tức của ta. Vân Khê hít sâu một cái nói. Dừng lại chốc lát, lại nói, mặt khác, ta bây giờ chỉ là một chiến tông cảnh tu sĩ, mặc dù ngươi theo ta vô duyên vô cớ, nhưng mà trên người của ta cũng không có cái gì là ngươi trăm phương ngàn kế nghĩ có được. Đối với ngươi mà nói ta duy nhất có điểm giá trị, có lẽ chính là ta cái mạng này. Nếu như ta có thể khôi phục tu vi, đối với ngươi ít nhiều có chút tràn ra, nhưng mà, ngươi phải cứu ta, trả ra đại giới không giống như lôi kéo khắc chiến đế cảnh cường giả tiểu. Vân Khê nói một hơi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, tựa như muốn nhìn thấu Tiêu Phàm ý tưởng nội tâm. Không thể không nói, Vân Khê nghĩ không phải bình thường toàn diện, liền Tiêu Phàm đều không thể không bội phục. Nhưng mà Tiêu Phàm nhưng là nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Vân Khê nhíu mày, ấm cả giận nói. Nếu như ta nói, ta sở dĩ muốn cứu ngươi, chỉ là nhìn ngươi thuận mắt, ngươi tin không? Tiêu Phàm cười nói. Vân Khê trong lòng một quất, thật chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều. Dầu gì hắn chắc cũng là bởi vì cùng mình có chung cửu nhân mới có thể cứu ta mới đúng à. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt trong suốt kia lúc, Vân Khê biết Tiêu Phàm không có nói sai. Chẳng biết tại sao, Vân Khê trong lòng đối với Tiêu Phàm dâng lên một loại khâm phục cùng ý cảm kích. Ta tin tưởng ngươi, Vân Khê gật gật đầu. Nếu như nói, ta còn có chút tư tâm mà nói, chính là mới đến, muốn một cái hiểu rõ thánh thành dẫn đường. Tiêu Phàm cười cười nói. Ca ca, chúng ta là gặp quý nhân, một bên Mây Phán Nhi trên mặt cũng lộ ra nụ cười sáng lạn. Xin lỗi, là ta suy nghĩ nhiều. Vân Khê hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, hắn phát hiện. Chính mình hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khoát khoát tay, đối với một người xa lạ lên lòng đề phòng cũng không có gì, đây là nhân chi thường tình, huống chi chính mình đột nhiên tới cửa muốn nói muốn trị hảo bọn hắn, ai mà tin đâu. Vân Khê có thể tin tưởng hắn, đã coi như là cực kỳ khó khăn. Tiêu Phàm đột nhiên thần sắc nghiêm lại, đạo kỳ thực cứu chữa ngươi, không cần phiền toái như vậy, chỉ cần kích hoạt ngươi cái kia cửu phẩm đoạn hồn kiếm là được, đến nỗi cái kia bát phẩm trảm hồn kiếm chiến hồn. Ta cũng không có thể ra sức. Nghe vậy, Vân Khê đột nhiên khom người nói, Vân Khê chỉ cầu công tử có thể tiếp tục tu luyện, cái khác hoàn toàn không có sở cầu. Nói, đừng gọi ta công tử. Tiêu Phàm vội vàng đỡ dậy Vân Khê đạo. Vân Khê nói lời giữ lời, từ công tử đem một nửa tử đan tham gia cho ta một khắc kia trở đi, ta đây cái mạng chính là công tử. Vân Khê chém đinh chặt sắt nói, Mây Phán Nhi kinh ngạc nhìn Vân Khê. Tiêu Phàm nhất trận bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là chuyển đổi đề tài, đạo, ngươi cũng đã biết thánh thành có cái gì an tĩnh chút chỗ, tốt nhất là hoang sơn giã lĩnh, cũng sẽ không quá xa, ngươi chiến hồn thức tỉnh động tĩnh quá lớn, dễ dàng để cho người ta phát hiện, đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy người khác biết cũng không cái gọi là lời nói, ngay ở chỗ này cũng được.
Địa phương an tĩnh, Vân Khê nhíu mày, trong lúc nhất thời nghĩ không ra, bất quá hắn vẫn quyết định lựa chọn địa phương an tĩnh, cây cao chịu gió lớn đạo lý hắn vẫn rõ ràng. Ca ca, cách nơi này không xa, không phải có một tòa bản Long Sơn mạch sao? Mây Phán Nhi đột nhiên mở miệng nói. Đối với, công tử, liền đi bản Long Sơn mạch. Vân Khê ánh mắt sáng lên. Tiêu Phàm mặc dù không biết cái gì bản Long Sơn mạch, nhưng mà có Vân Khê dẫn đường, vẹn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, ba người liền đi tới một mảnh hoang vu sơn mạch. Sơn mạch mênh mông bát ngát, nhìn không thấy cuối, bây giờ đã là buổi tối, tựa như từng đầu to lớn hung thú nằm dài ở đây, tản ra một loại khí thế đáng sợ. Công tử, dãy núi này chính là bản Long Sơn mạch, nghe đồn đã từng có chân long bàn nằm ở này mà thành tên, từ trên cao nhìn lại, mấy ngàn dặm trong dãy núi có một đầu uốn lượn chạy dài đại giang, giống hệt chân long bàn nằm, tên là bản Long Sông, tòa dạng núi này cũng bởi vậy tên là bản Long Sơn mạch. Vân Khê ở một bên giải thích nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, vừa rồi hắn liền đã phát hiện, mặc dù là buổi tối, nhưng mà quan sát phía dưới, vẫn như cũ có thể lờ mờ nhìn thấy một đầu dòng sông to lớn. Không chỉ đâu, bản long trong nước loài cá mùi ngon, đến mỗi giữa hè thời tiết, liền sẽ có không thiếu tu sĩ ở đây thả câu, đáng tiếc bây giờ là cuối thu. Mây Phán Nhi lại bổ sung một câu. Trước tiên chữa khỏi vấn đề của ngươi lại nói, Tiêu Phàm ở một tòa tĩnh lặng trong sơn cốc ngừng lại, đối với cái này chút Tiêu Phàm không thể nào cảm thấy hứng thú. Hắn bây giờ duy nhất quan tâm chính là nhìn thấy tiểu ma nữ. Nói cứu Vân Khê không có tư tâm đó là không có khả năng, chính như Tiêu Phàm nói tới, hắn đối với không song thánh thành hoàn toàn không biết gì cả, thiếu một cái dẫn đường, có Vân Khê chỉ đạo, muốn tìm được tiểu ma nữ tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Ngay ở chỗ này, không cần làm cái gì chuẩn bị sao? Vân Khê nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Không cần, Tiêu Phàm gật gật đầu, ra hiệu Mây Phán Nhi đi xa một điểm, thầm nghĩ trong lòng. Vân Khê vấn đề, có thể so sánh Hướng Vinh muốn nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ cần dùng hồn lực kích động một chút, đoạn hồn kiếm liền có thể tự động thức tỉnh, chính là khác Alchemist cũng có thể dễ dàng làm đến. Tận tình nở rộ ngươi hai cái chiến hồn a, Tiêu Phàm nói. Vân Khê mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là không chút do dự triệu hoán ra hai đạo quang ảnh, tối sầm, tái đi, màu đen chính là bát phẩm trảm hồn kiếm, mà màu trắng chính là cửu phẩm đoạn hồn kiếm. Xa xa nhìn lại, màu đen trảm hồn kiếm quanh thân hồn lực tràn ngập, kiếm thể phá thành mảnh nhỏ, tựa như tùy thời có thể bảo toái đồng dạng, mà màu trắng đoạn hồn kiếm nhưng là tia sáng ảm đạm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Thả ra ngươi tâm thần, Tiêu Phàm khẽ nói, sau một khắc, một đạo kiếm chỉ bắn ra mà ra, màu đen trảm hồn kiếm chiến hồn đột nhiên nổ tung, hóa thành cuồn cuộn hồn lực hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, Vân Khê hét thảm một tiếng âm thanh, suýt chút nữa không có ngất đi. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, áp chế cái kia trảm hồn kiếm hồn lực hướng về đoạn hồn kiếm chiến hồn dũng mãnh lao tới, sau một khắc, đoạn hồn kiếm đột nhiên phóng ra hừng hực tia sáng, một đạo kiếm mang màu trắng đâm rách vô cùng hắc ám, xông thẳng cửu tiêu. Đoạn hồn kiếm, cắt đứt hắn chiến hồn cho mình dùng, quả nhiên là thật sự. Tiêu Phàm nhìn xem Vân Khê đỉnh đầu màu trắng chiến hồn, híp híp hai mắt nói, lấy tay ở giữa, rậm rạp chằng chịt cực phẩm hồn thạch chiếu xuống Vân Khê bên cạnh. Sơn cốc, thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào Vân Khê chín phẩm chiến hồn đoạn hồn kiếm bên trong, Tiêu Phàm vẩy xuống hồn thạch cũng tất cả đều bạo toái mở ra, cuồn cuộn hồn lực bị đoạn hồn kiếm hấp thu, tại chỗ hóa thành một đống bột mịn. Đoạn hồn kiếm tia sáng hừng hực, cũng càng ngày càng ngưng tụ, tựa như một thanh thần binh chân chính lợi khí đang sinh ra, quả nhiên là hết sức kỳ lạ. Tiêu Phàm cau mày, thỉnh thoảng đảo qua bốn phía, vì Vân Khê hộ pháp. Trong lòng hắn, còn rầu rĩ một vấn đề, đó chính là chiến hồn rốt cuộc là như thế nào đản sinh. Vì cái gì có người có thể thức tỉnh hai cái chiến hồn, mà có người chỉ có thể thức tỉnh một cái, nếu là lúc trước, Tiêu Phàm có lẽ sẽ cho rằng, đây chính là giữa các tu sĩ thiên phú khác nhau. Nhưng là bây giờ Tiêu Phàm cũng không muốn như vậy, lần trước tiến vào cái kia không gian hắc ám bên trong, Tiêu Phàm thấy được cái kia rậm rạp chằng chịt hồn văn, có lẽ liền cùng tu sĩ chiến hồn có liên quan. Thậm chí, Tiêu Phàm đang suy nghĩ, phải chăng mỗi cái giác tỉnh chiến hồn tu sĩ cũng là bị truyền tống vào một mảnh kỳ lạ không gian mới có thể giác tỉnh chiến hồn đâu. Thôi, chờ ta đạt đến cao độ nhất định, tự nhiên là sẽ tin tưởng. Nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm dứt khoát không nghĩ thêm, nghiêm túc thay Vân Khê hộ pháp. Cũng may bây giờ là cuối mùa thu, cái này bản Long Sơn mạch ít ai lui tới, có rất ít người nhìn thấy nơi này dị động. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà, bốn phía cuối cùng khôi phục bình tĩnh,
Vân Khê đỉnh đầu đoạn hồn kiếm chiến hồn tản mát ra một loại nhiếp nhân tâm phách khí tức. Oanh! Ngay tại lúc đó, một tiếng ngập trời vang dội từ Vân Khê thể nội truyền ra, dường như sấm sét, chấn người làm đau màng nhĩ. Ngay sau đó, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ tuyệt thế bén uy áp. Chiến đế cảnh, kiếm đạo ý chí. Tiêu Phàm hít hít hai mắt, cũng vì Vân Khê thực lực cảm thấy chấn kinh, người này không hổ là không song thánh thành nhân vật thiên tài, vậy mà nhường hắn đều cảm nhận được một tia nguy hiểm. Đoạn hồn kiếm tia sáng trong nháy mắt thu lại, trong sơn cốc khôi phục lại bình tĩnh, xa xa Vân Phán Nhi đi tới cách đó không xa, vui vẻ nói chúc mừng ca ca. Vân Khê đi tới gần, nhàn nhạt gật gật đầu, đột nhiên, Vân Khê hai đầu gối mềm nhũn, hướng về Tiêu Phàm quỳ xuống, cúi đầu nói đa tạ công tử ân tái tạo. Ngươi không cần cảm ơn ta, đổi lại một cái khác Alchemist, cũng có thể nhìn ra tình huống của ngươi. Tiêu Phàm vội vàng đỡ dậy Vân Khê, hắn ngược lại là không có lừa gạt Vân Khê, đoạn hồn kiếm chiến hồn, vốn là cần một cái khác chiến hồn mới có thể thức tỉnh, đổi lại khác Alchemist cũng có thể giúp hắn. Chỉ là, có thể làm đến Tiêu Phàm dễ dàng như vậy thoải mái, vậy coi như không có mấy người. Vân Khê cái mạng này, sau này sẽ là công tử nếu không thu lưu, Vân Khê quỳ hoài không dậy. Vân Khê quả thực là quỳ trên mặt đất, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tiêu Phàm nhất trận bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng Vân Phán Nhi, nhưng mà, ra Tiêu Phàm ngoài ý liệu là, Vân Phán Nhi chẳng những không có khuyên can, ngược lại nói đạo Tiêu đại ca, ca ca liền tính khí này, ngươi là Phán Nhi nhìn thấy thứ nhất nhường ca ca chiết phục người, ngươi liền đáp ứng hắn ha. Chính mình thật sự nhường Vân Khê khuất phục sao? Tiêu Phàm tâm bên trong rất rõ ràng, Vân Khê chỉ là khuất phục Tiêu Phàm Alchemist thân phận, cũng không có đối với tán thành Tiêu Phàm. Hoặc có lẽ là, Vân Khê chỉ muốn nhường Tiêu Phàm toàn tâm ra tay toàn lực cứu chữa Vân Phán Nhi mà thôi, đương nhiên, lấy Vân Khê tính cách, cũng coi như là công nhận Tiêu Phàm. Tốt a, Tiêu Mỗ liền nhận ngươi người huynh đệ này. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, trong lòng của hắn nghĩ tới càng nhiều, có Vân Khê cái này không song thánh thành thổ dân tại, hắn ngược lại biết thuận tiện rất nhiều. Đa tạ công tử, Vân Khê trên mặt vui mừng, hắn thấy, Tiêu Phàm nhất định sẽ toàn lực cứu chữa Vân Phán Nhi. Tiêu Phàm mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn trời một cái tế, màn đêm che khuất bầu trời, thiên khung ánh sao lấp lánh, khắp nơi yên tĩnh im lặng, hiển nhiên đã là đêm khuya, lại nói thời gian không còn sớm, ta phải trở về. Công tử, cái này không xong thánh thành ta quen, ta đưa ngươi à. Vân Khê vội vàng nói, khôi phục chiến đế cảnh hắn, lộ ra hăng hái. Cũng tốt, Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, gật đầu nói, lập tức đạp không dựng lên, Vân Khê mang theo Vân Phán Nhi vội vàng đuổi theo, hướng về chiến hồn điện chỗ mà đi. Chiến hồn điện đại ly đế quốc tu sĩ chỗ ở, mập mạp, quan tiểu thất bọn người chờ đợi nửa ngày, vẫn như cũ không có thấy Tiêu Phàm bóng dáng, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Nhị ca, ta cuối cùng cảm giác tam ca gần nhất tâm sự nặng nề, hắn sẽ không có việc gì. Quan tiểu thất nhìn xem mập mạp vấn đạo. Mập mạp trong lòng hơi trầm xuống, thở sâu lắc lắc đầu nói, sẽ không có chuyện, lão tam làm việc so người ta đều phải chu đáo, huống chi, ta đều nhìn không thấu hắn, những người khác muốn giết hắn cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Mặc dù nói như vậy, nhưng mập mạp trong lòng tảng đá lớn vẫn là không có thả xuống, dù sao, nơi này chính là không song thánh thành, có thể uy hiếp được Tiêu Phàm tánh mạng tu sĩ có khối người. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, mập mạp rất rõ ràng Tiêu Phàm tới không song thánh thành là làm cái gì, mập mạp dù sao cũng là đại ly đế quốc con cái vua chúa, hắn biết rõ tiểu ma nữ thân phận, nếu như Tiêu Phàm bây giờ đi tìm tiểu ma nữ, 8-9 phần 10 sẽ chết lộ một đầu. Tiêu Phàm, lăn ra đến. Đột nhiên, gầm lên một tiếng tựa ở ngoài viện truyền đến, đáng sợ hồn lực ba động bao phủ 4 phương 8 hướng, sát khí bao phủ cả tòa viện lạc. Nhất thời thất thần mập mạp cùng quan tiểu thất trong nháy mắt tỉnh táo lại. Sầm mặt lại, tiểu kim cùng tiểu minh thoáng hiện, mới thoáng cái, đại ly tu sĩ nhao nhao xuất hiện ở bốn phía. Phanh! Không đợi mập mạp bọn hắn rời đi viện lạc, viện môn bị một đao bá đạo chém ra, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn phiêu tán trên không trung, đao khí tốc độ không giảm, xông thẳng mập mạp bọn hắn mà đi. Hừ, mập mạp lạnh rên một tiếng, đưa tay chính là một trưởng, hồn lực ngưng kết thành một đạo to lớn trưởng cương quét ngang mà ra. Đao khí nổ tung lên, bốn phía nhấc lên một hồi đáng sợ hồn lực phong bạo. Mập mạp đám người sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm viện môn chỗ, mấy đạo thân ảnh in vào tầm mắt của bọn họ, cầm đầu là một người mặc chiến bào màu xanh lam thanh niên. Thanh niên dáng người khôi ngô, mái tóc dài màu đen tại hư không bay múa, hắn mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc quan,
sống mũi cao, tư thế hiên ngang, bá khí lạ thường. Tiêu Phàm, quay lại đây nhận lấy cái chết. Thanh âm lạnh như băng từ chiến bào màu xanh lam thanh niên trong miệng thốt ra, sát khí ngút trời, trong sân nhiệt độ giảm xuống mấy độ. Lôi Biển Cả, ngươi thì tính là cái gì, còn dám tới cái này diễu võ dương oai. Quan Tiểu Thất căm tức nhìn chiến bào màu xanh lam thanh niên nói, sát khí nở rộ mà ra. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Lôi Biển Cả, lần trước đang bay độ trên chiến thuyền Lôi Biển Cả thế nhưng là cùng Tiêu Phàm đã giao thủ, phía trước không có chiếm được chỗ tốt, không nghĩ tới hắn rốt cuộc lại tìm tới cửa. Ồn ào! Lôi Biển Cả quát lạnh một tiếng, lách mình một trường hướng về Quan Tiểu Thất đánh tới, tại hắn quanh thân, lập lòe màu trắng lôi điện, lốp bốp vang dội, thanh thế kinh người. Lan! Mập mạp tiến lên một bước, ngăn tại Quan Tiểu Thất trước người, gầm thét một tiếng, hư không mãnh liệt run một cái, mập mạp trong miệng thốt ra một đạo tia chớp màu trắng, nhào về phía Lôi Biển Cả. Oanh một tiếng, Lôi Biển Cả trường cương cùng tia chớp màu trắng đụng vào nhau, Lôi Biển Cả lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem mập mạp, trầm giọng nói, lôi điện ý chí, ngươi là ai? Đại Ly Đế Quốc, Nam Cung Giả Dích, mập mạp hai tay phụ lập, thần sắc lạnh như băng nhìn xem Lôi Biển Cả. Đại Thương Đế Quốc, Lôi Biển Cả, nghe được mập mạp tự giới thiệu, Lôi Biển Cả trong lòng cảm giác nặng nề, hắn tự nhiên biết Nam Cung Giả Dích là ai, đây chính là Đại Ly Đế Quốc truyền kỳ. Bất quá hắn mảy may không sợ, lạnh lùng nhìn xem mập mạp bọn người, một mặt bộ dáng cao cao tại thượng, lạnh giọng nói, chỉ cần các ngươi đem Tiêu Phàm giao ra, ta tha các ngươi không chết. Lôi Biển Cả, ta tốt như vậy giống như ở đâu nghe nói qua. Chẳng lẽ ngươi không biết, đang bay độ trên chiến thuyền, Tiêu Phàm giết một cái gọi Lôi Thương Lan người sao? Cái này Lôi Biển Cả chính là Lôi Thương Lan huynh trưởng, phía trước Lôi Biển Cả cùng Tiêu Phàm còn giao thủ qua, chỉ là bởi vì đang bay độ trên chiến thuyền không hiếu chiến đấu, cho nên bây giờ mới đến tìm Tiêu Phàm báo thù. Ta đã biết, nghe nói Lôi Biển Cả là chúng ta khóa này thông qua Nam Vực thi đấu sơ tuyển tam đại chuẩn đế cường giả một trong, chỉ cần hắn đột phá chiến đế cảnh, liền có thể trở thành không song thánh thành Lôi gia tử đệ. Trở thành Lôi gia tử đệ, T, lần này Tiêu Phàm có thể phiền toái. Đại Ly tu sĩ nghe được Lôi Biển Cả lời nói, hít vào ngụm khí lạnh, không ít người âm thầm lui ra phía sau mấy bước, không dám nhìn thẳng Lôi Biển Cả ánh mắt, sợ bị hiểu lầm. Tha ta không chết. Nghe được Lôi Biển Cả mà nói, mập mạp nhưng là nhe răng nở nụ cười, tựa như nghe được buồn cười lớn nhất đồng dạng, hắn rất khó chịu ngươi Lôi Biển Cả cái kia một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Đừng nói ngươi vẫn chỉ là chiến đế cảnh tiền kỳ, coi như ngươi là chiến đế cảnh trung kỳ như thế nào, béo ra đồng dạng không sợ. Vậy ngươi lại biết, Tiêu Phàm là của ta người nào? Mập mạp thần sắc cứng đờ, hai mắt trở nên đỏ như máu đứng lên, đáng sợ sát ý bộc phát. Quản hắn là gì của ngươi, lại không giao ra Tiêu Phàm, ngươi phải chết, bọn hắn cũng đồng dạng phải chết. Lôi Biển Cả ánh mắt lạnh như băng đảo qua Đại Ly tu sĩ hơn 10 người, tựa như tại quét mắt một bầy kiến hôi. Đáng chết, bị ghi hận. Có chút lớn cách tu sĩ trong lòng thầm mắng, đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời đều cho thăm hỏi một lần. Bất quá cũng có chút người con mắt vô cùng kiên định, không có sợ hãi chút nào, trong đó có một thiếu nữ càng là chiến ý lặng yên dâng lên, thiếu nữ không là người khác, chính là bảy đêm thất giả chú ý mưa này. Nàng biết, cả đời mình cũng không cách nào vượt qua Tiêu Phàm, cho nên cũng không cố chấp nữa đuổi theo Tiêu Phàm, liền chính nàng cũng không biết, chính mình ngược lại trở thành Tiêu Phàm người ủng hộ. Ngươi thật đúng là cho là mình lão tử đệ nhất thiên hạ. Liền xem như chiến đế, ngươi lại coi là đồ vật gì. Mập mạp cũng nhìn không được nữa, toàn thân chiến ý lặng yên bộc phát, cước bộ đạp mạnh, mặt đất chấn động mạnh một cái. Bước tiến của hắn không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, lại nhanh như sấm sét, trong nháy mắt xuất hiện ở Lôi Biển Cả bên cạnh, nổ tính một quyền giận oanh mà ra, đan xen lôi điện chi lực, hung mãnh vô biên. Tự tìm cái chết. Lôi Biển Cả vạn vạn không nghĩ tới mập mạp gọi không đánh tựu ra tay, mặc dù hắn nghe nói qua mập mạp tên, nhưng mà đây chẳng qua là lúc trước, cho nên cũng không có đem mập mạp như thế nào để ở trong lòng. Nhìn thấy mập mạp một quyền giết tới, Lôi Biển Cả bỗng nhiên nâng tay phải lên, đồng dạng một quyền nghênh đón tiếp lấy, hư không rung động ầm ầm, lôi điện chi lực va chạm kịch liệt. Oanh! Hai người tất cả đều đan vào một chỗ, từng đạo màu trắng cùng màu vàng lôi điện dày đặc hư không, giống như vô số xúc tu vũ động. Hư không đều rất giống bị cắt chém trở thành mấy phiến. Nhọn tiếng sấm cực kỳ the thé, cách biệt hơi gần người, mà nghĩ có chút đau nhức. Các ngươi nói một trận chiến này ai có thể thắng được? Cái này thật đúng là đoán không được,
Lôi Biển Cả cùng Nam Cung Giả Dích hai người tại sơ tuyển thời điểm, đều không khác mấy giữ vững được một canh giờ, cũng là số một số hai thiên tài. Vậy cũng chưa chắc, nghe nói Lôi Biển Cả đã đột phá chiến đế cảnh giới, chính là chín đại đế quốc trẻ tuổi một đời ba đại cao thủ một trong, Nam Cung Giả Dích không nhất định là đối thủ. Động tính khổng lồ hấp dẫn không thiếu tu sĩ vây xem, ở đây ở hầu như đều là chín đại đế quốc tu sĩ, bình thường đều nhận biết hai người, bọn hắn cũng rất chờ mong một trận chiến này. Không gì hơn cái này, Lôi Biển Cả lạnh nhạt nở nụ cười, nhe răng trợn mắt nhìn xem Mập Mạp, mặc dù nói như vậy, nhưng mà trong lòng của hắn lại có loại xúc động mà chửi thề, Mập Mạp so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Phải không? Mập Mạp híp híp hai mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên, đột nhiên, một cỗ lực lượng cuồng bạo hướng về cánh tay phải của hắn dũng mãnh lao tới, âm thanh sấm sét ầm ầm không dứt. Ngay sau đó, Mập Mạp trên cánh tay phải hồn lực ba động tăng vọt gấp mấy lần. Cánh tay bỗng nhiên dùng sức đẩy về phía trước. Két tương đương. Một tiếng thanh âm gãy xương vang lên, Lôi Biển Cả cánh tay phải trở về vừa thu lại, nếu như không phải thu hồi cánh tay phải hòa hoãn Mập Mạp vẻ này lực trùng kích, cánh tay phải của hắn tuyệt đối sẽ bị sinh sinh gãy. Tam đại chuẩn đế, xem ra hữu danh vô thực a. Mập Mạp thấy thế, khóe miệng nụ cười lạnh hơn, dưới chân tại hư không dẫm một cái, lập tức giống như một cái như đạn pháo bay ngược mà ra. Quyền cương ở giữa tản ra sức mạnh vô cùng đáng sợ, nện ở Lôi Biển Cả trên ngực của. Phốc, Lôi Biển Cả chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ sôi trào không thôi, trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt đỏ bừng lên, tay phải cốt bạo toái, ngực đều sụp xuống, có thể tưởng tượng được Mập Mạp một quyền này đáng sợ. Nhưng mà, Mập Mạp căn bản không có ý bỏ qua cho hắn, hắn thu về bàn tay, thay vào đó là một chân trưởng, một cước dẫm ở Lôi Biển Cả trên ngực. Giống như một khỏa thiên thạch giống như hướng xuống đất nhanh chóng rơi đập mà đi. Lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, một tiếng ầm vang tiếng vang, Lôi Biển Cả cơ thể đánh vào trên mặt đất, chấn mặt đất điên cuồng rung động, khe nứt to lớn hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, vang lên vô số bụi trần. Cái này, đám người tất cả đều trợn tròn mắt, trong lòng bỗng nhiên rung rung đến mấy lần, đây chính là tam đại chuẩn đế một trong Lôi Biển Cả a, cư nhiên bị người một cước dẫm vào trong lòng đất. Đi theo Lôi Biển Cả mà đến đại thương đế quốc tu sĩ tất cả đều dùng mình một cái, trong lòng bọn họ, Lôi Biển Cả chính là không thể chiến thắng thần thoại, nhưng mà hôm nay, lại bị tu sĩ khác cuồng loạn, cái này khiến bọn hắn như thế nào tiếp thu được. Đúng lúc này, thân thể của Mập Mạp nhảy lên thật cao, giống như nhẹ yến đồng dạng lui về tại chỗ, thần sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm phía trước bụi trần, liền khí thô đều không thở một ngụm. Rất lâu, bụi trần chậm rãi tiêu tan, lập tức lộ ra bên trong hết thảy. Chỉ thấy một đạo máu me khắp người thân ảnh, nửa quỳ tại trong phế tích, toàn thân quần áo phá toái không chịu nổi, máu me đầm đìa, trên mặt còn có một cái đỏ tươi dấu dày, ngoại trừ Lôi Biển Cả còn có thể là ai. Thật là bi thảm, đám người thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trong lòng hung hăng co quắp. Này chỗ nào vẫn là vừa mới đó không ai bì nổi, ngạo khí ngất trời Lôi Biển Cả, nhất định chính là một cái tôm tép nhãi nhép a, chẳng lẽ cái gọi là tam đại chuẩn đế liền trình độ này. Nguyên liền tài nghệ này, còn nghĩ cùng lão tam động thủ. Bằng ngươi còn chưa xứng lão tam động thủ. Mập Mạp mặt coi thường. Hắn nhưng là biết, Tiêu Phàm liền chiến đế hậu kỳ đều có thể chém giết, coi như Lôi Biển Cả là cùng giai bên trong nhân vật thiên tài, cũng không khả năng là Tiêu Phàm đối thủ. Cho dù là Mập Mạp chính mình, cũng không cho rằng có thể chiến thắng Tiêu Phàm, huống chi hắn Lôi Biển Cả đâu. Cái gọi là chín đại đế quốc tam đại thiên tài, tại hắn Mập Mạp trong mắt cũng không ngoài như thế. Huống chi tại Tiêu Phàm trong mắt đâu. Bằng ngươi còn chưa xứng lão tam động thủ. Nghe nói như thế, Lôi Biển Cả gân xanh trên trán bạo khởi, sắc mặt đỏ lên, bị vũ nhục tư vị, cho dù ai cũng không dễ chịu, huống chi hắn đây tuyệt thế thiên mới đâu. Ta muốn xé xác ngươi, Lôi Biển Cả từng chữ nói ra gào thét, quanh thân đan sen cuồn cuộn lôi điện chi lực, một cỗ đáng sợ hồn lực ba động từ trên người hắn tản ra. Tại hắn đỉnh đầu, lơ lửng một thanh to lớn kim sắc lôi đao hư ảnh. Màu vàng lôi điện giống như xiềng xích đồng dạng, tại hư không tàn phá bừa bãi, gào thét. Tám phẩm chiến hồn tinh lôi đao, bằng cái này, còn chưa đủ. Mập Mạp híp híp hai mắt, thần sắc khôi phục rất nhanh bình tĩnh, thản nhiên nói. Vừa dứt lời, Mập Mạp quanh thân khí thế tăng mạnh, một cỗ cuồng bạo chiến ý từ trên người hắn bộc phát ra, toàn thân thiêu đốt lên một cỗ đáng sợ màu trắng khí diễm. Giống, hai tay chấn động. Mập Mạp đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một đầu mười trượng trở lại kim sắc cự ngưu, cự ngưu ngửa mặt lên trời gào thét, cuồn cuộn khí thế bao phủ bốn phương tám hướng.
Chín phẩm chiến hồn, Kim Cương Đại Lực Thần Ngưu Huyện. Kim Cương Đại Lực Thần Ngưu, tê tương đương, đám người thấy thế, hít một hơi lạnh, rất nhiều người còn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy chín phẩm chiến hồn, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì mập mạp có thể một quyền đánh bay lôi biển cả, nắm giữ chín phẩm chiến hồn hắn, cùng giai lại có mấy người có thể địch. Kim Cương Đại Lực Thần Ngưu lại như thế nào, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, chiến đế cảnh cùng chiến hoàng cảnh chênh lệch, ngươi cho rằng vừa rồi đánh lén thành công, chính diện giao phong cũng có thể là của ta đối thủ sao? Lôi biển cả giữ tợn che mặt cho, sung sướng không sợ. Trên người hắn tán phát khí tức, đáng sợ tới cực điểm, đám người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, lôi biển cả vậy mà thật sự đã đột phá đến chiến đế cảnh. Chiến đế cảnh hắn, đã có thể cùng không song thánh thành thiên tài giao phong. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, quay lại đây nhận lấy cái chết. Mập mạp nơi nào có tính khí tốt gì, vừa rồi một quyền không có đánh nổ ngươi, ngươi còn vảnh lên trời. Coi như ngươi đột phá chiến đế cảnh lại như thế nào, lão tử thế nhưng là liền chiến đế cảnh trung kỳ đều giết qua, ngươi lôi biển cả mặc dù là chiến đế cảnh tiền kỳ, miễn cưỡng cũng coi là một cái thiên tài, mới có thể cùng bình thường chiến đế trung kỳ một trận chiến, nhưng mà, vẫn như cũ không có đặt ở lão tử trong mắt. Bây giờ lão tử khoảng cách chiến đế cảnh cũng chỉ có cách nhau một đường, giống như một mảnh giấy mỏng, trong nháy mắt có thể phá, há lại sẽ sợ ngươi. Như vậy vội vã tự tìm cái chết, tiến ngươi một đoạn đường. Lôi biển cả hét giận dữ, xòe bàn tay ra, trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh trường đao màu vàng óng, một cỗ không thể địch nổi đao thế nở rộ mà ra, khí thế khiếp người. Khó trách hắn tự tin như vậy, nguyên lai là bát phẩm tinh lôi đao, cùng chiến hồn phù hợp, thực lực chính xác phải cường đại mấy phần. Mập mạp trong lòng hơi trầm xuống. Hắn cũng sẽ không khinh thường lôi biển cả, chiến thiên kích nắm trong tay, quanh thân đầy trời lôi điện xen lẫn, bò đầy hư không. Tinh vẫn thiên trảm. Lôi biển cả nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao hướng thiên, từ trên cao đáp xuống, màu vàng đao sông hiện lên, giống như sao chổi chi đuôi, đem hư không đều chia làm hai nửa. Nhìn kỹ, đó là hoàn toàn do lôi điện ngưng kết mà thành, một đao này, tựa như có thể đem tinh thần đều cho chém nát giống như, uy thế kinh thiên. Không thể không nói, lôi biển cả thực lực thật đúng là không phải bình thường cường đại, chỉ là tán phát hồn lực ba động, cũng đủ để chấn nhiếp rất nhiều người. Có thể tại Nam vực thi đấu sơ tuyển lúc kiên trì một giờ, không chỉ vẹn vẹn vận khí, còn có thế lực, cũng chỉ có mập mạp dạng này người, có thể không nhìn hắn. Huyền Long Năm Trảm. Đối mặt lôi biển cả bá đạo thế công, mập mạp lạnh lùng phun ra một thanh âm, một kích vanh sát mà ra, dường như ẩn chứa đáng sợ thiên địa lực lượng. Chiến thiên kích những nơi đi qua, ngưng kết thành một đầu mấy chục trượng lớn lôi long, dương nanh múa vuốt hướng về lôi biển cả đánh tới. Huyền Long Năm Trảm chính là trước đây Tiêu Phàm đưa cho mập mạp chiến ký Huyền Long Cửu Trảm bên trong chiêu thứ 5, uy lực thông thiên, có thể trảm chiến đế. Oanh! Hai đại thiên tài cường thế nhất kích mãnh liệt đụng vào nhau, đáng sợ hồn lực phong bảo hướng về bốn phía bập bềnh mở ra, một đợt mạnh hơn một đợt, cả tòa viện lạc trực tiếp bị san bằng. Bốn phía tu sĩ nhao nhao lui lại, dọa đến sắc mặt trắng bệch, tiếng vang ầm ầm kinh động đến chiến hồn điện không thiếu tu sĩ vây xem. Có ý tứ, còn không có tham gia Nam vực thi đấu, vậy mà liền đã đánh nhau. Vô luận ai chết, về sau đều sẽ thiếu một cái đối thủ, đây là chuyện tốt, tốt nhất là đồng quy vu tận, vậy thì thiếu một song. Nam vực thi đấu nhiều bọn hắn một cái cũng không nhiều, thiếu bọn hắn một cái cũng không ít, chẳng lẽ các ngươi còn kỳ vọng hắn nhóm những thứ này ngoại lai người có thể lấy được cái gì tốt thành tích? Một lần nào không phải làm bia đỡ đạn. Chiến hồn điện tu sĩ một mặt bộ dáng nhìn có chút hả hê, trong mắt bọn hắn, chín đại đế quốc nhân, vẹn vẹn chỉ là kẻ ngoại lai, không đáng giá nhắc tới. Coi như ngẫu nhiên sinh ra một hai cái thiên tài, đi tới không song thánh thành tự cho là đúng, đều sẽ thân vẫn đảo tiêu. Trong mắt bọn hắn, kẻ ngoại lai chỉ là bọn hắn thánh thành tu sĩ bàn đạp mà thôi. Sau nửa ngày, trong sân khôi phục lại bình tĩnh, lập tức bộc lộ ra hai thân ảnh, mập mạp cùng lôi biển cả hai người lẫn nhau kiên trì, chiến thiên kích cùng tinh lôi đao đụng vào nhau, lôi đình lăn lộn. Ngươi bây giờ biết chiến hoàng cảnh cùng chiến đế cảnh chênh lệch sao? Hiện tại có thể hối hận ngăn đón ta. Lôi biển cả nhe răng cười, từng bước hướng về mập mạp đẩy đi. Nơi xa, quan tiểu thất, tiểu kim, lầu ngạo thiên bọn hắn sắc mặt nghiêm túc, trong lòng lo lắng vô cùng, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy mập mạp về mặt sức mạnh bị người áp chế. Cũng bất quá như thế, mập mạp sắc mặt vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh, chân phải đạp mạnh, chiến ý tăng vọt, sức mạnh lần nữa bạo tăng. Trong nháy mắt ngừng thân hình,
Mặc cho lôi biển cả lại dùng lực như thế nào, cũng lại khó mà tiến thêm. Mới vừa rồi còn không phải toàn bộ thực lực của ngươi. Lôi biển cả một hồi kinh hãi, đồng thời cũng triệt để nổi giận, chính mình thế nhưng là chiến đế cảnh, một cái chiến hoàng cảnh tiểu tử, cùng mình giao phong, lại còn chắc chắn lưu thực lực. Ngươi còn chưa xứng để cho ta thi triển toàn lực. Mập mạp trong mắt tràn đầy vô cùng vô tận sắc ý, nhìn xem lôi biển cả đảo, ta là có chút hối hận, để cho ngươi đắc sắt lâu như vậy, tự cho là đúng lâu như vậy. Thoại âm rơi xuống, mập mạp cước bộ sụp đổ ra ngoài, chiến thiên kích phóng ra nổ tính sức mạnh, trực tiếp đánh giết ra ngoài. Hư không mãnh liệt run run, run rẩy không ngừng, đáng sợ thiên lôi ý chí mang theo cuồng phách sức mạnh áp bách xuống dưới, như ma nhạc cự phong, thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản. Chói tai kim loại phá xoa âm thanh vang lên, lôi biển cả sắc mặt khó coi vô cùng, toàn thân phóng thích ra vô tận hồn lực, muốn ngăn cản mập mạp áp chế. Nhưng mà, cho dù hắn dùng đem hết toàn lực, vẫn như cũ không ngăn cản được mảy may, mập mạp sức mạnh thật là đáng sợ. Huyền Long sáu trảm. Một tiếng quát như sấm từ mập mạp trong miệng truyền ra, thiên địa rung động, chiến thiên kích bộc phát ra thông thiên uy thế, hóa thành một đầu to lớn lôi long quét ngang mà ra, tinh lôi đao phát ra tiếng ken két. Tựa như tùy thời muốn nổ tung đồng dạng. Đem so với trước huyền long năm trảm, cái này huyền long sáu trảm, uy lực ít nhất tăng cường hơn hai lần, huyền long cửu trảm chiến kỹ, mỗi nhiều nhất trảm, uy lực đều sẽ bạo tăng, lôi biển cả như thế nào có thể ngăn cản được. Lôi biển cả chỉ cảm thấy linh hồn đều suýt chút nữa bị chấn nát, trong miệng tiên huyết cuồng phún, cơ thể lung lay sắp đổ. Cùng ngươi dài dòng lâu như vậy, ngươi thật sự coi chính mình có bao nhiêu cân lượng. Ta chỉ là muốn xem ngươi rốt cuộc là mặt hàng gì, dám đến tìm lão tam phiền phức. Mập mạp trợn mắt đảo qua, chiến thiên kích gắng sức chém xuống, lạnh như băng phun ra một chữ chết. Oanh! Uy thế ngập trời lôi long trong nháy mắt bao phủ lôi biển cả, sáng lạng tia sáng chói mắt vô cùng, để cho người ta không mở mắt ra được, mọi người không cần nhìn cũng biết, dưới một kích này đi, lôi biển cả tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Không ai từng nghĩ tới. Chín đại đế quốc tam đại thanh niên một trong cường giả lôi biển cả, vậy mà lại bị mập mạp trực tiếp nghiền ép, đây cũng quá bất khả tư nghị. Xa xa đại thương đế quốc tu sĩ, thần sắc khó coi tới cực điểm, bọn hắn đi theo lôi biển cả đến đây tìm Tiêu Phàm phiền phức, bây giờ tốt chứ, Tiêu Phàm cái này chính chủ còn không có xuất hiện, lôi biển cả liền muốn mệnh vẫn nơi này. Ân, cũng liền tại lúc này, mập mạp đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm không trung, chỉ thấy một đạo tia chớp vàng xẹt qua hư không. Xông thẳng cái kia lôi điện chi hải mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Mập mạp thấy thế, chiến thiên kích đảo qua, cơ thể thừa cơ nhanh chóng lùi về phía sau. Kim sắc lưu quang tới rất nhanh, mọi người căn bản không thấy rõ ràng là cái gì, chỉ thấy mập mạp nhanh chóng lùi về phía sau, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khó khăn đảo lôi biển cả tuyệt đối phản kích, dọa đến mập mạp không thể không trốn xuyên. Chỉ là nhìn về phía cái kia lôi điện chi hải lúc, một luồng khí tức đáng sợ từ lôi điện chi hải bên trong truyền đến, đám người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng mãnh liệt rung động, không ít người lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lôi điện chi hải bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra, đó là một cái tuấn giật thanh niên, toàn thân trên dưới lộ ra vô cùng cuồng bạo lôi điện chi ý, cái kia đầy trời lôi điện vậy mà tới gần vần quanh ở bên cạnh hắn, căn bản không làm gì được hắn. Thanh niên người khoác kim sắc chiến giáp, mái tóc màu đen phiêu đáng bay lên, con người thâm thúy bên trong dựng dục lôi điện, khí thế khiếp người, trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra một loại bá đạo vô biên khí thế. Hắn đạp lên lôi điện từng bước đi tới, trong tay hắn, xách theo một bóng người, chính là vết thương chồng chất lôi biển cả, thời khắc này lôi biển cả, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Lôi ra lôi hảo, là thánh thành bát tuấn thứ sáu lôi hảo, hắn là tới cứu lôi biển cả, lần này cái kia mập mạp có thể thảm, lôi hảo thế nhưng là đã sớm đột phá chiến đế cảnh. Nghe nói lôi biển cả chỉ cần đột phá chiến đế cảnh, liền có thể gia nhập vào lôi gia, xem ra là thật sự, vậy mà nhường thánh thành bát tuấn lôi hạo xuất thủ cứu giúp. Đám người nhìn thấy kim sắc chiến giáp thanh niên, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, một chút mới vừa đến thánh thành tu sĩ cái khác không biết, thế nhưng là nghe nói thánh thành bát tuấn có người nào, lôi hạo chính là một trong số đó. Mập mạp nhíu mày, hắn ngược lại không nhận biết cái gì thánh thành bát tuấn. Nhưng hắn có thể cảm nhận được lôi hạo trên thân cuồng bạo và khí tức nguy hiểm, người này so lôi biển cả phải cường đại nhiều lắm. Ngươi là mới tới, lôi hạo mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm mập mạp, trong mắt đều là coi thường chi sắc, sau đó đem lôi hạo ném ở một bên. Phải thì như thế nào? Mập mạp đã sớm kiến thức qua thánh thành tu sĩ cao ngạo, chỉ là cao ngạo hắn thấy chỉ là tự cho là đúng mà thôi.
Quản ngươi cái gì Thánh Thành Bát Tuấn, như trước đây Tuyết Nguyệt Hoàng Triều Hoàng Thành Bát Tú đồng dạng, không chả cũng là bị hắn cùng Tiêu Phàm hai người từng cái dẫm ở dưới chân. Lôi Hạo híp híp hai mắt, bén ánh mắt nhìn chằm chằm mập mạp, tựa như muốn đem mập mạp nhìn thấu đồng dạng. Dám cùng thiếu chủ nói như vậy, ngươi là tự tìm cái chết. Lôi Biển Cả lấy lại tinh thần, sát khí trầm trầm nhìn xem mập mạp, lạnh giọng nói, thiếu chủ, giết hắn. Đồ vô dụng, ngươi dám ra lệnh cho ta, ngươi là thiếu chủ, hay ta là thiếu chủ? Lôi Hạo lạnh lùng chừng Lôi Biển Cả một mắt, một cước liền đem Lôi Biển Cả đạp ra ngoài, đau Lôi Biển Cả oa oa trực khiếu. Bốn phía tu sĩ câm như hến, chỉ có thể thay Lôi Biển Cả mặc niệm, dám đối với Lôi Hạo vênh mặt hất hàm sai khiến, đây không phải muốn chết sao? Đừng tưởng rằng Lôi Hạo xuất thủ cứu ngươi, hắn cũng sẽ không giết ngươi, thật nếu để cho hắn khó chịu, chẳng cần biết ngươi là ai, trước hết giết lại nói. Lôi Biển Cả nghe vậy, lập tức dọa đến một câu nói cũng không dám nói, hắn mặc dù đang đại thương đế quốc phải không có thể một đời thiên tài, nhưng mà hắn biết rõ cùng Thánh Thành Bát Tuấn chênh lệch. Không xong Thánh Thành Lôi ra, càng thêm không phải sau lưng hắn Lôi ra có thể so sánh, Lôi Biển Cả tự nhiên không dám đắc tội Lôi Hạo. Ngay cả ta Lôi ra cầu ngươi cũng dám giết, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Lôi Hạo đột nhiên giận con mắt đảo qua, nhìn chăm chú mập mạp, trong mắt bắn ra phong duệ chi khí, để cho người ta làn da đau nhức. Mập mạp hơi nhíu mày, cái này Lôi Hạo thật đúng là không phải bình thường bá đạo, đem Lôi Biển Cả xem như cầu thì cũng thôi đi, còn dám ở trước mặt mình diễu võ dương oai. Bốn phía không thiếu tu sĩ một mặt đáng thương nhìn xem Lôi Biển Cả, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lôi Biển Cả đáy mắt chỗ sâu thoáng qua lạnh như băng giết sạch, nghiến răng nghiến lợi. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, chính mình một mực đang lấy trở thành không song Thánh Thành Lôi ra tử đệ mà tự hào, có thể sự kiêu ngạo của mình, ở người khác trong mắt lại như thế chăng đáng giá nhắc tới, thậm chí bị người dẫm ở dưới lòng bàn chân, dễ dàng chà đạp. Mà chà đạp hắn người kiêu ngạo, nhưng là đến từ hắn chỗ kiêu ngạo gia tộc, cái này khiến Lôi Biển Cả trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn hận không thể một cái tát chết Lôi Hạo, nhưng mà, Lôi Biển Cả càng hận hơn chính là mập mạp, nếu như không phải là bị mập mạp đánh bại, Lôi Hạo tuyệt đối không dám khinh thị mình như vậy. Mập mạp thương hại liếc mắt nhìn Lôi Biển Cả, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Hạo, cười nhạt nói, mấy ngàn năm trước, Lôi Biển Cả nói không chừng cùng ngươi là cùng một cái tổ tông, ngươi nói hắn là cậu, vậy ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Lời này vừa nói ra, toàn trường câm như hến, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn mập mạp, lộ ra vẻ khó tin. Lôi Hạo lạnh như băng khuôn mặt càng ngày càng âm trầm, hắn tự nhiên là một chút liền nghe đi ra, mập mạp đang biến tướng mắng hắn Lôi Hạo cũng là cậu. Chủ yếu nhất là, Lôi Hạo còn không thể phản bác cái gì, dù sao mập mạp nói không sai, Lôi Hạo cùng Lôi Biển Cả nhiều họ Lôi, rất có thể là cùng một cái tổ tông. Ngươi tự tìm cái chết, tất cả phẫn nộ tất cả đều chuyển hóa thành sát ý, Lôi Hạo trong miệng phun ra một đạo giá rét âm thanh, suy suy kêu to thanh âm không ngừng vang lên. Lôi Hạo đưa tay chính là một đạo kim sắc quang mang vung ra. Tia sáng không ngừng xoay tròn, khuấy động bốn phía, xa xa nhìn lại, tựa như một cái to lớn kim sắc vòng ánh sáng đồng dạng, có thể xé nát hết thảy, dù là cách biệt hơn mấy trượng, mập mạp cũng cảm thấy làn da có chút nhói nhói. Mập mạp không dám khinh địch, chiến thiên kích quét ngang mà ra, lôi long lấp lóe, xông thẳng cái kia kim sắc vòng ánh sáng mà đi. Phốc phốc, kim sắc vòng ánh sáng sắc bén vượt qua mập mạp tưởng tượng. Cho dù là ẩn chứa lôi điện ý chí lôi long công kích, cũng trong nháy mắt bị kim sắc vòng ánh sáng xé nát, ngăn cản không được mảy may. Hơn nữa, kim sắc vòng ánh sáng tốc độ không giảm, lần nữa hướng về mập mạp đánh tới, mập mạp không dám chính diện giao phong, cái này màu vàng vòng ánh sáng quá mức sắc bén, căn bản không phải sức mạnh có thể phá giải. Có chiến thiên kích tại, mập mạp cũng không có bất luận cái gì tính mệnh chi uy, nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là Lôi Hạo nhất kích mà thôi. Nếu như ngay cả một kích này đều phá giải không được, lại như thế nào đối chiến Lôi Hạo đâu? Tiểu Kim, Quan Tiểu Thất, Lầu Ngạo Thiên bọn người tất cả đều lộ ra vẻ lo lắng, đây chính là Thánh Thành thiên tài sao? Tùy ý nhất kích, thậm chí ngay cả mập mạp đều ngăn cản không nổi, nếu như ra tay toàn lực, ai lại là đối thủ của hắn, khó trách liền Lôi Biển Cả cũng dám giận không dám nói. Tiểu Kim bọn người tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị, dù là bây giờ đắc tội Lôi ra, bọn hắn cũng sẽ không bỏ mặc mập mạp bị giết chết. Chỉ có mập mạp sắc mặt coi như bình tĩnh, thì triển lao nhanh trong nháy mắt lui ra phía sau mấy chục trượng, lập tức liên tiếp vung ra mấy kích, một đạo đạo lôi long đánh giết cái kia kim sắc vòng ánh sáng. Âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên, sau một lát, kim sắc vòng ánh sáng cùng cái kia mấy cái lôi long nhao nhao nổ tung.
Mập mạp thở dài một hơi, trong lòng nghĩ thầm, thật là đáng sợ, công sát đánh giết ý chí, lại đem lôi điện ý chí và sát phạt ý chí dung hợp lại cùng nhau, muốn đánh bại hắn, Huyền Long Cửu Trảm đoán chừng không được, dù sao ta vẻn vẹn có thể thi triển ra đệ thất trảm, ngược lại là vừa mới tại Chiến Thiên Bí Điển trung học biết cái kia nghịch loạn năm thức thức thứ nhất, có lẽ có thể thắng hắn. Đạt đến bọn hắn cảnh giới như vậy, chỉ cần thực lực chênh lệch không phải đặc biệt lớn, có đôi khi chỉ bằng vào đối thủ đơn giản một chiêu liền có thể đánh giá ra thực lực của đối phương. Lôi Hạo mặc dù rất mạnh, nhưng mà mập mạp vẫn như cũ không tới sợ tình cảnh, cũng chỉ có bọn hắn dạng này cường giả, chiến đế cảnh cùng chiến hoàng cảnh chênh lệch mới có thể chân chính thể hiện ra. Chiến hoàng cảnh, vậy mà lĩnh ngộ lực lượng của ý chí, khó trách người có thể chiến bại lôi biển cả. Lôi Hạo khóe miệng dương lên, từng bước một hướng về mập mạp đi đến, mỗi đi một bước, khí thế đều sẽ kéo lên không thiếu, sát cơ tàn phá bừa bãi. Cảm nhận được Lôi Hạo trên thân mênh mông sát ý, mập mạp thần sắc vô cùng ngưng trọng, giác tỉnh chiến tộc huyết mạch đến nay, hắn vẫn lần thứ nhất cảm nhận được áp lực. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình có lẽ thật là khinh thường người trong thiên hạ. Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng liền Lôi Hạo khí thế đều không chịu nổi, nhưng mà mập mạp, thế nhưng là lĩnh ngộ ý chí chiến đấu nhân. Nắm giữ chiến tộc huyết mạch hắn, gặp cường tắc cường, thẳng tiến không lùi. Chiến tộc nhân sinh trong từ điển, chưa từng có sợ hai chữ, bọn hắn vốn là trời sinh vì chiến đấu mà sống người. Lôi Hạo muốn động thật sự, hôm nay thủ hạ của hắn lại nhiều một cái vong hồn. Đám người thở sâu nhìn phía xa Lôi Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Thánh thành tám tuấn, đại biểu thế nhưng là không song thánh thành trẻ tuổi một đời mạnh nhất tám người, đồng dạng cũng là nam vực mạnh nhất tám người, mập mạp như thế nào có thể là đối thủ của hắn đâu. Theo bọn hắn nghĩ, mập mạp chỉ có cúi đầu xương thần, mới có sống sót cơ hội. Nhị ca, quan tiểu thất sắc mặt âm trầm, hét lớn. Hắn vừa mới chuẩn bị tiến lên, liền bị mập mạp ngăn lại, đây là ta cùng hắn ở giữa chiến đấu, ai cũng không cần nhúng tay, bằng không đừng trách ta trở mặt. Oanh! Một tiếng vang dội, chiến thiên kích oanh một tiếng rơi trên mặt đất, đại địa bỗng nhiên run một cái, tựa như một tòa ma nhạc nện ở đồng dạng, đám người chung quanh lo lắng hung hăng khẽ nhăn một cái. Cái này hồn binh, thuộc về ta. Lôi Hào ánh mắt sáng lên, lấy nhãn lực của hắn, liếc mắt liền nhìn ra chiến thiên kích bất phàm, để lại một câu nói, Lôi Hào thân hình lóe lên, một cước bước ra, trong nháy mắt đi tới mập mạp trước người. Nghịch loạn năm thức thức thứ nhất, đoạn sơn hà. Mập mạp khóe miệng dương lên, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cơ thể lăng không xoay chuyển dựng lên, hai tay nắm chiến thiên kích, trong chớp nhoáng này, mập mạp khí thế nhảy lên tới cực điểm. Vô tận chiến ý giống như hồng thủy vỡ đê bộc phát, chiến thiên kích lấy thế xét đánh không kịp bưng tai nổ chạm mà ra, bá đạo một kích, mang theo cuồn cuộn uy thế từ thiên lực bổ xuống. Thiên địa hét giận dữ không thôi, một đạo mấy chục trên trăm trượng kích quang xông ra, mập mạp áo bào cổ động, cơ thể tràn đầy nổ tính sức mạnh, có thể tưởng tượng được cái này một kích uy lực. Lôi Hạo nơi nào sẽ nghĩ đến mập mạp vậy mà nắm giữ dạng này bào phát tính sức mạnh, cái kia một kích bên trong ẩn chứa không chỉ là thiên lôi ý chí, còn có vô cùng ý chí chiến đấu, hơn nữa đồng dạng đem hai loại ý chí hoàn mỹ hòa làm một thể. Vội vàng lúc, đỉnh đầu hắn đột nhiên phóng ra một vòng đường kính 3-4 trượng cực lớn kim sắc vòng ánh sáng xoay tròn cấp tốc, một cỗ tuyệt thế phong duệ chi khí xé nát hết thảy. Gần như đồng thời, trong tay của hắn cũng xuất hiện một cái màu vàng bánh xe chung quanh hiện lên răng cưa hình dạng, xuyên suốt lấy hàn mang, sắc bén dị thường. Chín phẩm chiến hồn hạo nhập kim luận, đám người thấy thế, hít một hơi lạnh, kinh hô không thôi. Phía trước bọn hắn gặp qua mập mạp thi triển chín phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần nghiêu, bây giờ lại gặp được Lôi Hạo chín phẩm chiến hồn hạo nhật kim luận, cái này khiến bọn hắn như thế nào bình tĩnh. Rất nhiều người thầm than đáng tiếc, nếu như mập mạp có thể đột phá chiến đế, cái này có lẽ chính là một hồi ác chiến. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, hạo nhật kim luân chiến hồn cùng Lôi Hạo trong tay hồn binh kim luận dung hợp lại cùng nhau, cơ thể không lùi mà tiến tới. Lăng không vạch một cái, hướng về cái kia to lớn kích quang chạm đi. Mập mạp thấy thế, kim cương đại lực thần nghiêu không chút do dự lần nữa thi triển mà ra, cùng tự thân hòa làm một thể, uy thế lại lần nữa tăng lên gấp mấy lần. Ầm ầm, hai đại thanh niên cường giả tuyệt thế đụng vào nhau, đây hết thảy phát sinh ở đất đèn ánh lửa ở giữa. Thiên địa rung động, cuồng bạo hồn lực phong bạo bao phủ bốn phương tám hướng, mặt đất đất đá bay mù trời, đám người vừa lui nữa. Bọn hắn đã thấy không rõ bên trong hết thảy. Các ngươi nói người nào thắng? Còn phải nghĩ sao, nhất định là Lôi Hạo, nói đùa cái gì,
Lôi Hạo thế nhưng là thánh thành tám tuấn, cùng giai bên trong ngoại trừ cùng là thánh thành tám tuấn mặt khác bảy người, còn có là của hắn đối thủ sao? Huống chi, cái kia mập mạp có vẻ như vẫn chỉ là chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Ai nói không phải thì sao, mập mạp chắc chắn phải chết. Đám người cũng không coi trọng mập mạp Nam Cung Giả Dích, theo bọn hắn nghĩ, mập mạp cùng Lôi Hạo giao phong, chỉ là tự chịu diệt vong mà thôi. Tiếng va chạm, quát chói tai âm thanh thỉnh thoảng truyền ra, đám người chỉ cảm thấy từng đợt hung mãnh khí lãng đang lăn lộn, căn bản bắt giữ không đến thân hình của hai người. Nhanh, không phải bình thường nhanh. Mập mạp cùng Lôi Hạo cũng là lĩnh mộ lôi điện ý chí thiên tài, tốc độ tự nhiên viễn siêu thường nhân, huống chi những người này, còn không có mấy người đột phá đến chiến đế cảnh. Nơi xa một cái tầm thường xó xỉnh bên trong, một cái áo bào đen lão giả híp hai mắt nhìn phía xa, gầy đét gương mặt có chút ngưng trọng, lắp bắp nói, Đại Ly Đế Quốc Nam Cung Giả Dích đã vậy còn quá mạnh, ta là hẳn là báo lên đâu, vẫn là. Lão giả không là người khác, chính là trước kia chủ trì Nam Vực thi đấu sơ tuyển sông Trường Thanh, bây giờ trong lòng của hắn mười phần xoắn suýt. Mập mạp tại sơ tuyển lúc thế nhưng là giữ vững được một giờ thiên tài, nếu như bị chiến hồn điện cao tầng biết, nhất định sẽ mười phần xem trọng. Nhưng mà sông Trường Thanh thế nhưng là biết, mập mạp cùng Tiêu Phàm thế nhưng là người một đường, hắn nhưng là hận không thể đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết, như thế nào có thể mặc cho Tiêu Phàm huynh đệ trưởng thành đâu. Ngoại trừ mập mạp bên ngoài, còn có một cái quan tiểu thất, hắn một mực đang quấn quýt. Lôi Biển cả tên phế vật kia, uổng ta còn hứa hẹn hắn, chỉ cần giết Tiêu Phàm, liền cho hắn một kiện cửu phẩm hồn binh, đáng tiếc, liền Tiêu Phàm cái bóng cũng không thấy đến, chính mình thiếu chút nữa bị giết. Sông Trường Thanh thần sắc vô cùng băng lãnh. Nếu để cho Tiêu Phàm biết, nhất định sẽ tức giận không thôi, cái này Sông Trường Thanh thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, vậy mà lợi dụng hắn cùng với Lôi Biển cả ân oán giữa tới giết hắn. Đương nhiên, lấy Lôi Biển cả làm người, chắc chắn cũng sẽ tìm Tiêu Phàm báo thù. Phía trước sở dĩ không cùng Tiêu Phàm liều chết chém giết, là bởi vì kiêng kỵ phá hư bay qua chiến thuyền mà thôi. Rất lâu, Sông Trường Thanh thở dài nói, tính toán, nếu như Lôi Hạo giết hắn, báo lên cũng không cái gọi là, dù sao cũng là một người chết, cao tầng cũng sẽ không vì một cái người chết tìm Lôi Hạo phiền phức. Nếu như giết không chết hắn, sau chuyện này, cũng chắc chắn sẽ để cao tầng xem trọng, còn không bằng chủ động đem hắn cùng cái kia quan tiểu thất báo lên, muốn lộng chết bọn hắn, còn rất nhiều cơ hội. Nghĩ tới đây, Sông Trường Thanh bỗng tại chỗ biến mất, trận chiến đấu này với hắn mà nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa, nếu như Tiêu Phàm ở đây, vậy thì lại không đồng dạng. Nơi xa, mập mạp cùng Lôi Hạo chiến đấu tại tiếp tục, ai cũng không thể nghĩ đến, mập mạp lại có thể tại Lôi Hạo trong tay kiên trì lâu như vậy. Phanh phanh tương đương, đột nhiên hai tiếng vang dội, hai thân ảnh bay ngược mà ra, gần như đồng thời nặng nề nện ở trên mặt đất, vang lên vô số bụi trần. Chốc lát, hai thân ảnh từ trong bụi bặm đi ra, toàn thân máu me đầm đìa, đám người tất cả đều cặp mắt, ai cũng không thể nghĩ đến là như vậy kết quả. Không phải là Lôi Hạo ngược được mập mạp sao, như thế nào biến thành lưỡng bại câu thương. Đám người nhìn về phía mập mạp ánh mắt biến đổi, cũng không còn nhẹ ngược chi sắc, hắn một cái chiến hoàng cảnh đỉnh phong tu sĩ, có thể cùng Lôi Hạo chiến bất phân cao thấp, đủ để chứng minh sự bất phàm của hắn. Ngươi rất tốt, Lôi Hạo con mắt băng lãnh. Nhìn chăm chú Tiêu Phàm đạo, chỉ cần ngươi gia nhập vào ta Lôi ra, tha cho ngươi khỏi chết. Tha ta không chết, ngươi Lôi ra người đều như thế tự cho là đúng sao? Mập mạp mặt coi thường nhìn xem Lôi Hạo. Hồng hộc. Đột nhiên, một tia chớp từ trong hư không xông ra, xông thẳng mập mạp sau lưng mà đến, tốc độ nhanh vô cùng, mập mạp tâm thần toàn bộ rơi vào Lôi Hạo trên thân, nơi nào sẽ nghĩ đến cái này thời điểm sẽ có người đánh lén. Vội vàng lúc, mập mạp hóa thân sấm sét hướng về một bên tránh đi, nhưng mà cái kia chớp lóe tốc độ càng nhanh, mập mạp cơ hồ không thể trốn đi đâu được. Nhị ca cẩn thận. Bên ngoài sân quan tiểu thất kêu lên sợ hãi, lấy tay ở giữa, liệt nhật cung xuất hiện ở trong tay, trong nháy mắt kéo thành đầy nguyệt chi hình dáng, một đạo hồn lực chi tiễn bắn ra mà ra. Một tiễn này, cơ hồ đã dùng hết quan tiểu thất toàn lực, hắn không biết có thể hay không cứu được mập mạp, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hèn hạ. Vây xem tu sĩ khác cũng một hồi khinh bỉ nhìn xem đạo kia chớp lóe chủ nhân, người kia không là người khác, chính là trước kia suýt chút nữa bị mập mạp chém giết Lôi Biển cả. Chết đi! Điên cuồng gào thét thanh âm tại hư không vang lên, chỉ thấy máu me khắp người Lôi Biển cả cầm trong tay trường đao, đâm về mập mạp hậu tâm, không đến một trượng khoảng cách, đối với chiến đế cảnh tới nói không đáng kể chút nào. Lôi Biển cả cùng bốn phía tất cả mọi người đều tựa như thấy được mập mạp bị một đao chém giết một màn.
trừ phi Chiến Đế hậu kỳ trở lên tu sĩ ra tay, bằng không mập mạp chắc chắn phải chết. Mặc dù đã cảm nhận được một đạo bén nhọn sát thế tới gần mình, Lôi Biển Cả vẫn như cũ bất vi sở động, bởi vì chỉ có giết chết mập mạp, hắn có thể vì chính mình chính danh, mới được lôi ra xem trọng. Ầm ầm. Đột nhiên, hư không bỗng nhiên run một cái, chỉ thấy mập mạp cùng Lôi Biển Cả chỗ ở không trung, một cây to lớn ngón tay màu vàng óng từ trong hư vô trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó một cỗ kinh hoàng chi uy chấn áp xuống, hư không đều rất giống dừng lại đồng dạng, mập mạp cùng Lôi Biển Cả bộ một hồi vặn vẹo, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng. Lôi Biển Cả trường đao trong tay tải ở gần mập mạp sau lưng một tấc khoảng cách ngừng lại, mặc cho hắn lại như thế nào liều mạng, tải cũng lại khó mà đi tới mảy may. Rõ ràng chỉ là một tấc khoảng cách, lại giống như chỉ xích thiên nhai. Âm thầm có người nghĩ đánh giết bọn hắn, đám người cũng tất cả đều bị màu vàng kia cự chỉ cho khiếp sợ đến, một ngón tay mà thôi, vậy mà đáng sợ như thế, đây cũng là cái gì chiến ký? Thất truyền ngàn năm tù hồn chỉ, Lôi Hạo ngắm nhìn màu vàng cự chỉ, con người đột nhiên co rút lại một chút, hắn may mắn tại một quyển sách bên trên gặp qua liên quan tới tù hồn chỉ giới thiệu, cho nên nhận ra được. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, Lôi Hạo mới khiếp sợ như vậy, thất truyền ngàn năm tù hồn chỉ vậy mà tái hiện thế gian, nếu như nhận được cái này chiến ký, thực lực của mình phải chăng có thể cường thịnh trở lại mấy phần đâu. Đột nhiên, kim sắc cự chỉ hướng về phía dưới chấn áp xuống, Quan Tiểu Thất một tiếng trong nháy mắt vỡ nát, Quan Tiểu Thất sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn một tiếng này nguyên bản còn muốn giải cứu mập mạp, nhưng là bây giờ lại rơi rỗng. Mập mạp cũng đồng thời bị một cỗ lực lượng đáng sợ cho hất bay, ngũ tạng lục phủ sôi trào không thôi, nhưng Lôi Biển Cả nhưng liền không có vận tốt như vậy. Kim sắc cự chỉ không chút do dự đè xuống, trong cơ thể hắn chiến hồn căn bản không thể động đậy, thật giống như bị một cái tay nắm được đồng dạng, lại hơi dùng thêm chút sức, liền có thể bóp nát. Không tương đương, Lôi Biển Cả gào thét thảm thiết lấy, nhưng mà kim sắc cự ngón tay vốn không vì mà thay đổi, thanh âm của hắn trong nháy mắt bị tiếng ầm ầm bao phủ. Ngay tại lúc đó, trong cơ thể hắn xương cốt đứt thành từng khúc, ngũ tạng lục phủ toàn bộ phá toái, cả người giống như một bãi bùn nhão đồng dạng hướng xuống đất ngã xuống. Màu vàng cự chỉ đánh xuống tại mặt đất, đại địa mãnh liệt chấn động một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở mặt, rậm rạp chằng chịt đường vân hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, bốn phía đất đá bay mù trời, bụi trần dày đặc. Cái này, đám người bị một màn trước mắt cho chấn trợn mắt hốc mồm, si ngốc nhìn qua nơi xa, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu như nói còn có ai chân chính biết một kích khủng bố này, vậy cũng chỉ có mập mạp, cách biệt gần nhất hắn, biết rõ vừa rồi một kích này đáng sợ. Cái kia mình mông uy áp liền đè hắn có chút không thở nổi, lại càng không cần phải nói những người khác, một kích này, dù là chiến đế trung kỳ cường giả, đoán chừng cũng chỉ có thể hóa thành thịt nát. Lôi Biển Cả chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ chết ở đây, chính mình thế nhưng là Nam Vực chín đại đế quốc trẻ tuổi một đời một trong tam đại cường giả. Hồng hộc, lại một đường thân ảnh thoáng qua, chỉ thấy Lôi Hạo cầm trong tay kim luận lần nữa hướng về mập mạp đánh tới. Hắn nghĩ thừa dịp mập mạp không sẵn sàng, giết hắn trở tay không kịp. Bang! Cũng liền tại lúc này, một đạo hắc ảnh thoáng qua, trong nháy mắt ngăn tại mập mạp trước người, đó là một cái đen y thanh niên, cầm trong tay một thanh trường kiếm đè vào kim luận phía trên, đáng sợ sát khí từ trên người hắn bộc phát, con người đen nhánh lạnh lẽo, vô tình, mái tóc màu đen trong gió bay lên. Lão Tam, mập mạp nhìn thấy đạo này áo đen thân ảnh, kích động kêu lên. Người tới ngoại trừ Tiêu Phàm, còn có thể là ai? Tại Vân Khê dẫn đầu dưới, Tiêu Phàm bằng nhanh nhất tốc độ chạy về chiến hồn điện, vừa vặn nhìn thấy Lôi Biển Cả đánh lén mập mạp một màn, lập tức sát khí nở rộ, không chút do dự thi triển ra tù hồn chỉ. Tù hồn chỉ, đúng là hắn phía trước từ tu la truyền thừa bên trong tuyển chọn hai loại chiến kỹ một trong, một loại khác nhưng là ngàn dặm đằng quang thuật. Lấy hắn thực lực hôm nay, thi triển tám phẩm chiến kỹ năng tù hồn chỉ, diệt sát Lôi Biển Cả tự nhiên không phải nói chơi. Thậm chí, Tiêu Phàm chưa bao giờ đem cái gọi là tam đại thanh niên một trong cường giả để ở trong lòng, bằng không phía trước hắn cũng sẽ không cố kỵ chút nào chém giết Lôi Thương Lan. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lôi Thương Lan huynh trưởng Lôi Biển Cả rốt cuộc lại sẽ vào lúc này tìm chính mình báo thù. Tam ca, xa xa Quan Tiểu Thất nhìn thấy Tiêu Phàm, không có cố kỵ nào nữa, lách mình xuất hiện ở mập mạp bên cạnh, nhìn xem vết thương chồng chất mập mạp vấn đạo, nhị ca, không có sao chứ. Mập mạp nhe răng cười nhìn xem Lôi Hạo, lắc lắc đầu nói, hắn đều không có việc gì, ta tại sao có thể có chuyện. Hô hô, lại là hai thân ảnh rơi vào Tiêu Phàm cách đó không xa,
Mập mạp bọn người trong nháy mắt phòng bị nhìn xem người tới, Tiêu Phàm nói, không có việc gì, người một nhà. Người tới nhưng là Vân Khê cùng Mây Phán Nhi, Vân Khê trong lòng vẫn như cũ cực kỳ không bình tĩnh, hắn mặc dù là Mây Phán Nhi cùng mình hứa hẹn thần phục Tiêu Phàm, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút không phục. Dù là Tiêu Phàm phía trước độc chết mấy cái chiến đế cảnh cường giả, hắn cũng vẫn như cũ chỉ đem Tiêu Phàm xem như một cái lợi hại alchemist. Mà bây giờ, Vân Khê phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai rất thái quá, một cái có thể cách mấy trăm trượng khoảng cách có thể một ngón tay đánh giết chiến đế cảnh người, như thế nào có thể là phàm cùng thế hệ. Cái kia chỉ một cái uy áp, cũng triệt để làm vỡ nát Vân Khê trong lòng điểm tự ái này, hắn biết, Tiêu Phàm cũng không phải vì thực lực của hắn mới ra tay cứu hắn, bởi vì này căn bản không tất yếu. Lấy Tiêu Phàm thực lực, căn bản không tất yếu lợi dụng hắn cái gì, chính như Tiêu Phàm phía trước nói tới, sở dĩ là hắn Vân Khê, là bởi vì Tiêu Phàm nhìn hắn thuận mắt mà thôi, cũng chỉ thế thôi. Chẳng biết tại sao, Vân Khê trong lòng 10 phần may mắn bản thân có thể gặp gỡ Tiêu Phàm, chẳng những cứu mình, hơn nữa muội muội của hắn Mây Phán Nhi hy vọng cuối cùng cũng ký thác vào Tiêu Phàm trên thân. Vân Khê, ngươi khôi phục, Lôi Hạo thân hình lóe lên, ra khỏi mấy trượng. Nhìn xem Vân Khê, khẽ nhíu mày một cái đầu. May mắn, Vân Khê cười nhạt một tiếng, dù là đối mặt Lôi Hạo, hắn cũng không có mảy may e ngại, ngược lại bình tĩnh xử chi, lại khôi phục dĩ vãng tự tin. Lôi Hạo thu hồi ánh mắt, thần sắc lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Một cái chỉ biết là đánh lén, người không nhận ra đồ vật, không xứng biết tên của ta. Tiêu Phàm ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú Lôi Hạo, từng bước một hướng về Lôi Hạo đi đến. Không xứng biết your name, Lôi Hạo nhíu mày, chính hắn cũng là ngang ngược càn rỡ chủ, nhưng mà hôm nay vậy mà gặp được một cái so với hắn còn muốn người cuồng vọng, cái này khiến trong lòng của hắn như thế nào thoải mái. Đã ngươi không nói, cái kia cũng không cần thiết đã biết, ngược lại chỉ là một người chết mà thôi. Lôi Hạo lười nhác cùng Tiêu Phàm nói nhảm, một cỗ đáng sợ ý chí lực lượng từ trên người hắn điên cuồng thả ra, hướng về Tiêu Phàm ép tới. Tại Lôi Hạo xem ra, một cái vừa tới không xong thánh thành tiểu tử, lại cường năng đủ mạnh đi nơi nào. Dù là Tiêu Phàm nhất chỉ diệt sát lôi biển cả, hắn cũng vẫn như cũ khinh thường, bởi vì hắn chính mình cũng đồng dạng có thể làm được một bước này, lôi biển cả tại chín đại đế quốc xem như thiên tài, nhưng mà tại không xong thánh thành, cũng liền trung thượng tiêu chuẩn mà thôi. Thân là thánh thành tám tuấn, trẻ tuổi một đời có thể làm cho hắn kiêng kỵ, cũng liền ngoài ra bảy người. Nhưng hắn sợ, vô luận như thế nào cũng không tới phiên một cái ngoại lai tiểu tử. Đối mặt vẻ này ý chí, Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, bất vi sở động, loại kia coi thường tràn đầy khinh thường. Không nhìn ta sao, qua hạ đẳng ở đây chờ ngươi chết thời điểm, nhìn ngươi như thế nào phách lối. Lôi Hạo trong lòng cười lạnh nói, ý chí lực của hắn lượng thế nhưng là ẩn chứa lôi điện ý chí cùng với sát phạt ý chí, liền xem như chiến đế trung kỳ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Chỉ là sau một khắc, Lôi Hạo nụ cười trên mặt bỗng cứng đờ. Làm ý chí đó sức mạnh tới gần lúc, Tiêu Phàm đột nhiên chậm rãi nâng lên Tu La kiếm vung ra một kiếm này nhìn như rất chậm, nhưng lại nhanh đến mức cực hạn, hoàn toàn vượt quá mắt thường bắt giữ. Đáng sợ kiếm khí nở rộ mà ra, lôi xé không gian, ý chí đó sức mạnh tựa như một tờ giấy mỏng đồng dạng, trong nháy mắt bị xé nát, Lôi Hạo toàn thân chấn động, cơ thể nhận lấy một chút phản phệ, sắc mặt lúc thì đỏ nhuận. Nói ngươi là một cái người không nhận ra đồ vật, ngươi còn không tin. Ngươi lĩnh ngộ sát phạt ý chí có vẻ như cũng bất quá như thế. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Lôi Hạo đạo, lời nói rất bình tĩnh, liền tựa như một người lớn tại lời bình một đứa bé đồng dạng. Tiêu Phàm lĩnh ngộ thế nhưng là Tu La ý chí, tại Tu La ý chí trước mặt, sát phạt ý chí lại coi là gì đây, phải biết, Tu La ý chí vốn là vì sát lục mà sống. Nghe nói như thế, đám người cũng đã minh bạch, Lôi Hạo thi triển công kích linh hồn. Tại Tiêu Phàm trước mặt căn bản không chiếm được chỗ tốt. Lôi Hạo thần sắc lấp lóe không yên, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, hắn cái này còn là lần đầu tiên tại đồng bậc tu sĩ trước mặt lộ ra vô lực như thế. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn toàn bộ thực lực, trừ phi liều mạng, bằng không hắn thì sẽ không bại lộ lá bài tẩy của mình. Tại Lôi Hạo trong mắt, Tiêu Phàm cùng mập mạp cũng không xứng khi hắn địch nhân chân chính, chỉ có gặp gỡ thánh thành tám tuấn ngoài ra bảy người. Mới có nhường hắn thi triển toàn bộ thực lực tư cách. Hơn nữa, coi như hắn toàn lực đối chiến Tiêu Phàm cùng mập mạp, chiến thắng lại như thế nào, tại người khác xem ra đây là chuyện đương nhiên, nhưng nếu là chiến bại đâu, rất cũng không phải hắn Lôi Hạo một người khuôn mặt, còn có toàn bộ Lôi ra khuôn mặt. Cho nên Lôi Hạo không dám đánh cược,
Tiền đặt cược này không lớn không nhỏ, nhưng hắn Lôi Hạo sẽ không trở thành bên thắng. Lôi Hạo không biết là, Mập Mạp cùng Tiêu Phàm cũng chưa từng thi triển toàn bộ thực lực, Mập Mạp cùng Tiêu Phàm đều là đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng nhân, nếu như toàn lực ứng phó, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được đâu. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, yên tâm, chỉ cần ngươi ở đây không xong thánh thành, cái ta có chính là thời gian đùa với ngươi. Lôi Hạo thần sắc vô cùng băng lãnh, thay đổi một thân mới tinh áo bào, lưu lại một câu ngoan thoại liền chuẩn bị rời đi. Ta để cho ngươi đi rồi sao? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, lạnh như băng nhìn xem Lôi Hạo. Đám người nghe vậy, một mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm, như thế nào nghe, lời này đều hẳn là trái ngược. Nếu như Lôi Hạo đối với Tiêu Phàm nói như vậy, bọn hắn tự nhiên không cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà Tiêu Phàm đối với Lôi Hạo nói như vậy, bọn hắn đã cảm thấy bất khả tư nghị. Lôi Hạo cũng là sững sờ, một mặt ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm, đạo, như thế nào, ngươi còn có thể lưu ta lại không thành? Như ngươi mong muốn, Tiêu Phàm thản nhiên nói, cầm trong tay Tu La kiếm từng bước một hướng đi Lôi Hạo. Chẳng lẽ gia hỏa này thật vẫn dám cùng Lôi Hạo động thủ không thành? Đám người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng mãnh liệt run một cái, khắp nơi yên tĩnh im lặng. Tiêu Phàm, lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Đúng lúc này, một tiếng gầm điên cuồng âm thanh từ phía chân trời truyền đến, người chưa đến, một cỗ cường đại khí thế liền bao phủ bốn phương tám hướng. Đám người ghé mắt nhìn lại, nhưng là nhìn thấy tầm 10 đạo nhân ảnh từ đằng xa bắn nhanh mà tới, cầm đầu là một cái thanh niên áo bào trắng. Công Tôn Lôi, Mập Mạp, Quan Tiểu Thất bọn người nhíu mày, liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, nhất là Mập Mạp, hắn đối với Công Tôn Lôi có thể là ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngày đó nếu như không phải Công Tôn gia tộc ba người bức bách, Mập Mạp cũng sẽ không cùng hắn phụ thân Nam Cung Vũ Ân đoạn nghĩa tuyệt. Công Tôn Lôi kinh ngạc quét toàn trường một mắt, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra đại chiến vết tích, lập tức liều lĩnh cười to nói, Tiêu Phàm, ngươi vẫn là vẫn như cũ lớn lối như thế a, dám tại biểu ca ta trước mặt phách lối, biết đá trúng thiết bản đi. Bởi vì Lôi Hạo phía trước đổi một thân mới tinh áo bào, cho nên căn bản nhìn không ra cái gì khác thường, ngược lại Mập Mạp vết thương chồng chất, hơn nữa song phương ở vào đối địch vị trí. Tại Công Tôn Lôi xem ra, Mập Mạp sở dĩ thụ thương, nhất định là Lôi Hạo tạo thành, nói có khéo hay không, đừng nói Công Tôn Lôi, chính là theo Công Tôn Lôi chạy đến khác Công Tôn gia tộc tu sĩ, trong lòng cũng nhất định là cho là như vậy. Phía trước Tiêu Phàm cùng Mây Suối đắc tội Công Tôn Lôi phái người truy sát, cũng là bị Tiêu Phàm phản sát, Công Tôn Lôi vô cùng phẫn nộ, một mực tìm kiếm Tiêu Phàm dấu vết. Muốn tìm được Tiêu Phàm tự nhiên không dễ dàng, nhưng đừng quên Tiêu Phàm bọn hắn thế nhưng là mới vừa tới không song thánh thành, ngoại trừ chiến hồn điện cũng đừng không chỗ. Cho nên Công Tôn Lôi liền đem mục tiêu khóa chặt tại chiến hồn điện, cái này chiến hồn ngoài điện điện, đối với bọn hắn những thứ này đến từ bên trên trọng thiên nhân, tự nhiên là thông suốt. Cách biệt hơn 10 dặm, hắn liền nghe được nơi này động tĩnh, cho nên lao nhanh hướng về cái này chạy đến, vừa mới chạy tới nơi này, tự nhiên đối với đó phía trước phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được Công Tôn Lôi lời nói, Lôi Hạo khóe miệng giật một cái, nếu là đổi lại một người khác, Lôi Hạo tuyệt đối tưởng rằng đang cố ý châm chọc hắn, hắn nhất định sẽ trực tiếp một cái tát rút đi lên. Nhưng mà nói chuyện là Công Tôn Lôi, hắn liền không thể làm gì, Công Tôn Lôi thân là Công Tôn gia tộc dòng chính không nói, vẫn là Lôi gia cháu trai, cũng có thể nói Công Tôn gia tộc cùng Lôi gia liên minh cầu nối một trong, dù là Lôi Hạo cũng không dám dễ dàng động đến hắn. Đám người muốn cười mà không dám cười, chuyện lúc trước bọn hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở, Lôi Hạo căn bản không có tại Tiêu Phàm trên thân chiếm được chỗ tốt. Tiêu Phàm hờ hững nhìn xem Công Tôn Lôi, khóe miệng lộ ra một tia đăm chiêu. A, Mây Suối, ngươi cũng ở nơi đây. Công Tôn Lôi ánh mắt lại đảo qua Mây Suối, cười nói, nếu đều ở đây, cũng miễn cho ta từng cái đi tìm các ngươi, dám giết ta người, liền phải làm tốt chết giác ngộ. Nghe Công Tôn Lôi tự lo không xong nói, đám người không còn gì để nói, nhưng mà, Công Tôn Lôi hoàn toàn không có cảm giác đến không khí hiện trường không thích hợp. Dù là bên cạnh có người cho hắn nháy mắt, Công Tôn Lôi vẫn như cũ lơ đễnh, tiếp tục nói, biểu ca, không cần cho ta mặt mũi, mặc dù ta rất muốn tự tay giết chết bọn hắn, nhưng mà bọn hắn chết ở trên tay ngươi cũng giống như nhau. Lôi Hạo lông mày nhíu lại, hắn một khắc cũng không muốn lưu tại nơi này, trong lòng cực kỳ khinh thường, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết chết bọn hắn, vậy ta đây tính toán là cái gì? Ngươi nói đủ chưa? Tiêu Phàm cuối cùng không chịu đựng nổi, nhìn xem Công Tôn Lôi lạnh giọng nói, đến nỗi Công Tôn Lôi mang tới mười mấy tu sĩ, trực tiếp bị Tiêu Phàm không thấy. Công Tôn Lôi nghe vậy, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ,
vừa đi về phía Tiêu Phàm, vừa nói, như thế nào, ngươi bây giờ sợ, yên tâm, ta sẽ đem ngươi giết chết, dầm nát uy. Cẩu. 3. Lời nói chưa dứt âm, hư không đột nhiên truyền đến một tiếng vang giòn, trên không bắn ra một đạo huyết kiếm cùng mấy khỏa răng, Công Tôn Lôi cơ thể bay ngược mà ra. Ngay sau đó, Công Tôn Lôi cơ thể hung hăng nện ở trên mặt đất, vang lên vô số bụi trần, còn có kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Ngươi nhà chính là thiếu ăn đòn. Tiêu Phàm vặn vẹo uốn éo tay phải, thần sắc lạnh như băng nói. Công Tôn té xỉu, lôi đảo bay mà ra, rất nhiều người một mặt mơ hồ, không biết xảy ra chuyện, khi thấy Tiêu Phàm động tác lúc, rất nhiều người mới hồi phục tinh thần lại. Bất thình lình một cái tát không chỉ đem chung quanh tu sĩ đánh hôn mê, liền Lôi Hạo cũng bị đánh ngất xỉu, sắc mặt trầm xuống nhìn xem Tiêu Phàm. Đắc tội mình cũng thì thôi, lại còn dám ngay ở nhiều người như vậy mặt phiến Công Tôn Lôi cái tát. Công Tôn Lôi thực lực mặc dù không như thế nào, nhưng hắn thân phận thật không đơn giản, hắn nhưng là Công Tôn gia tộc cùng Lôi gia đám hỏi sản phẩm, hai đại gia tộc các trưởng bối đều mười phần cưng chiều hắn. Ngươi một tát này xuống, đoán chừng Công Tôn Lôi cùng ngươi liền không có xong không có. A tương đương Tiêu Phàm, ngươi còn dám động thủ với ta. Gầm thét thanh âm từ cái kia trong bụi bặm truyền ra, phá vỡ khắp nơi yên tĩnh, Công Tôn Lôi giữ tận che mặt cho, tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Khó trách Công Tôn Lôi như thế nổi giận, lần trước cách Hỏa Đế Đô bị Tiêu Phàm quạt một bạt tai thì cũng thôi đi, dù sao mình trường kỳ chờ tại không song thánh thành, không có người biết Ly Hỏa Đế Đô sự tình. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm dám ngay trước không song thánh thành nhiều người như vậy mặt quạt hắn một cái tát, cái này khiến hắn về sau như thế nào có khuôn mặt gặp người. Là ngươi chính mình thiếu ăn đòn, Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, đáng tiếc đây là không song thánh thành, nếu đổi lại là Ly Hỏa Đế Đô. Vậy lần này nhưng là không chỉ là phiến một cái tát đơn giản như vậy. Ngươi tự tìm cái chết, Công Tôn Lôi giận dữ, vung lên tay phải đạo, giết hắn cho ta. Vừa dứt lời, Công Tôn Lôi sau lưng 10 đạo thân ảnh lách mình mà ra, hướng về Tiêu Phàm chỗ đánh tới. Hô hô, chỉ một thoáng, Mập Mạp, Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim, Tiểu Minh, Lầu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng cùng Mây Suối tất cả đều xuất hiện ở Tiêu Phàm bên cạnh, rất có một bộ ra tay đánh nhau tư thế. Trong đám người, còn xông ra một đạo tịnh lệ váy trắng thân ảnh, đó là một cái khăn che mặt thiếu nữ, cũng đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm bên cạnh, thiếu nữ không là người khác, chính là Long Vũ. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn không nghĩ tới Long Vũ vậy mà cũng sẽ không chút do dự đứng tại đã biết một phương. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm nhất phương cũng có 9 người, tại về số người cũng không ăn thiệt thòi, đương nhiên, chỉ là luận thực lực, Tiêu Phàm nhất phương tuyệt đối nghiền ép Công Tôn Lôi một phương. Công Tôn Lôi nhất phương 10 người cảm nhận được Tiêu Phàm bọn người trên thân tán phát khí thế, vội vàng ngừng thân hình, có chút do dự. Còn lo lắng cái gì, giết bọn hắn. Công Tôn Lôi triệt để nổi giận, chính mình dù sao cũng là Công Tôn gia tộc người, làm sao có thể bị một chút ngoại lai người chấn trụ. Các ngươi đều lui phía sau. Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua sau lưng đám người, thần sắc 10 phần bình tĩnh, hắn đã làm xong ra tay đánh nhau chuẩn bị. Phía trước 10 người kia, mạnh nhất cũng chỉ là chiến đế trung kỳ, còn có 5 cái chiến hoàng cảnh tu sĩ, hắn tự nhiên không sợ. Một khi ra tay, nhất định là muốn chết người, ngược lại phải đắc tội Công Tôn gia tộc, cùng nhường Công Tôn gia tộc ghi hận Mập Mạp bọn hắn, còn không bằng một mình hắn chống lại. Lão nhị, Mập Mạp sắc mặt trầm xuống, hắn tự nhiên tin tưởng Tiêu Phàm thực lực, nhưng hắn không muốn sự tình gì đều để hắn Tiêu Phàm nhất cá nhân chống được. Trải qua mấy ngày nay, hắn không chút đến giúp Tiêu Phàm, ngược lại một mực liên lụy Tiêu Phàm, làm huynh đệ, Mập Mạp trong lòng 10 phần băn khoăn. Lui ra phía sau, Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, thái độ 10 phần kiên quyết, căn bản vốn không cho Mập Mạp bọn hắn cơ hội phản bác. Mập Mạp rất rõ ràng Tiêu Phàm làm người, phàm là chuyện hắn quyết định, bình thường là sẽ không cải biến, khẽ cắn môi, Mập Mạp vung tay lên, hít sâu một cái nói, đều lui phía sau a, ở đây giao cho Lão Tam. Quan Tiểu Thất phẫn hận không thôi, nhưng vẫn là lui xuống. Long Vũ, Quan Tiểu Thất, Lầu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng cùng Mây Suối cũng thở sâu, lui sang một bên. Giống. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiểu Kim đột nhiên gầm lên giận dữ, trước tiên nhào về phía 10 người kia, ngay tại lúc đó, Tiểu Minh cũng cùng nhau giết ra, hai thú đã quyết định cùng Tiêu Phàm cùng tiến thối. Tiểu Kim, Tiểu Minh, Tiêu Phàm kêu to, muốn ngăn cản, nhưng mà hai thú đã xông vào 10 người kia bên trong, căn bản không có đường lùi. Nghiệt xúc. 10 người kia bên trong một cái trong hắc bào 5 nam tử gầm thét một tiếng, trước tiên giết ra, mặt khác 9 người cũng đồng thời động, đao quang kiếm ảnh lấp lóe,
trong nháy mắt chôn vùi Tiểu Kim Hòa Tiểu Nghinh. Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên phóng ra đáng sợ sắc ý, nhìn về phía Công Tôn Lôi, trong đôi mắt nở rộ vô cùng bén lợi mang, bây giờ, Tiêu Phàm đã động sát tâm. Đối thủ của ngươi là ta. Lôi Hạo thấy thế, cầm trong tay kim luận nhào về phía Tiêu Phàm. Hắn thấy, mặc dù thời gian ngắn giết không chết Tiêu Phàm, nhưng cuốn lấy hắn cũng là đủ rồi, đã như thế, Công Tôn Lôi người cũng đủ để diệt sát cái kia hai đầu hồn thú. Đáng tiếc, hắn vẫn như cũ xem thường Tiểu Kim Hòa Tiểu Minh thực lực. Sau một khắc, mấy tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, xương máu tràn ngập hư không, mấy cô thi thể từ cái kia hồn lực trong gió lốc rơi xuống mà ra, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Đó là cái gì hồn thú, như thế nào cường đại như vậy? Đám người trong lòng bỗng nhiên rung động, luận hình thể, Tiểu Kim Hòa Tiểu Minh cũng chính là thông thường hồn thú mà thôi. Nhưng mà phổ thông hồn thú có thể miểu sát Chiến Hoàng đỉnh phong cường giả sao? Rõ ràng không thể. Từ nhỏ Kim Hòa Tiểu Minh trên thân nở rộ hồn lực ba động, rất nhiều người liếc mắt liền nhìn ra tu vi của bọn nó, thất giai đỉnh phong. Thất giai tột cùng hồn thú, hình thể lại nhỏ như vậy, rất nhiều người trong nháy mắt nghĩ tới một cái khả năng. Chẳng lẽ bọn chúng là nắm giữ bát giai, thậm chí cửu giai huyết mạch hồn thú? Có người lên tiếng kinh hô, ngoại trừ số ít đặc biệt bát giai huyết mạch hồn thú, chỉ có cửu giai huyết mạch hồn thú mới có năng lực biến thân. Cũng chỉ có cửu giai huyết mạch hồn thú tại thất giai đỉnh phong mới có thể chém giết Chiến Hoàng cảnh tu sĩ. Thật chẳng lẽ là cửu giai huyết mạch hồn thú? Ha ha, cái này hai đầu hồn thú là của ta. Lôi Hạo Trương cuồng cười to, nếu như chỉ là toàn lực chém giết Tiêu Phàm, hắn khinh thường với làm như vậy. Nhưng mà nếu như toàn lực chém giết Tiêu Phàm, có thể bắt được hai đầu nắm giữ cửu giai huyết mạch hồn thú, vậy thì hoàn toàn khác biệt, cho dù thi triển toàn lực cũng không cái gọi là... Nhìn thấy đám người hoài nghi Tiểu Kim Hòa Tiểu Minh thân phận, Tiêu Phàm tâm bên trong hơi trầm xuống, nhưng mà việc đã đến nước này, hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tù hồn chỉ. Một tiếng quát nhẹ, không gian run lên bần bật, khí lãng lăn lộn, kinh khủng không gian sức mạnh chèn ép hội tụ mà tới, tại Lôi Hạo đỉnh đầu, xuất hiện một cây to lớn ngón tay màu vàng óng. Hư không mãnh liệt run rẩy, giống như sóng lớn vỗ bờ, sóng lớn ngập trời. Long Tượng Đại Trường Ấn. Lôi Hạo không dám khinh địch, gầm thét một tiếng, kinh khủng trường lực phảng phất sơn sụp đổ đất nứt, nên khoảng không đánh tới, giữa ngón tay của hắn lộ ra tí tí lôi điện chi quang. Oanh! Giữa thiên địa mãnh liệt run một cái, chỉ thấy cái kia kim sắc cự chỉ cùng kim sắc lôi điện trường cương chính diện đụng vào nhau, đáng sợ hồn lực ba động chấn động tứ phương. Lôi ra Long Tượng Bàn Nhược Công, thật đáng sợ. Nghe đồn, Long Tượng Bàn Nhược Công ngưng kết long tượng chi lực, tăng thêm người nhà họ Lôi trời sinh liền có thể lĩnh ngộ lôi điện ý chí, lôi ra người sức mạnh thân thể tại bát đại trong thế gia số 1. Đúng vậy a, chính là bởi vì Long Tượng Bàn Nhược Công, lôi ra mới có thể chiếm giữ bát đại thế gia địa vị, có thể tưởng tượng được nó mạnh mẽ. Đám người nhìn chằm chằm Lôi Hạo thi triển ra cái kia bàn tay to lớn, trong lòng hãi nhiên đến cực điểm, vẹn vẹn chỉ là lực lượng của thân thể liền cùng giai vô địch, lại thêm lôi điện ý chí, như thế nào một cái ngoại lai người có thể địch nổi. Lôi Hạo khóe miệng cũng hiện ra cười lạnh, nếu như phía trước không có thấy Tiêu Phàm thi triển tù hồn chỉ, có lẽ còn có thể đánh hắn trở tay không kịp, nhưng là bây giờ, Lôi Hạo nhưng là cực kỳ tự tin. Long Tượng Đại Trường Ấn, thế nhưng là hắn một lá bài tẩy một trong, nếu như này cũng giết không chết Tiêu Phàm, vậy thì thực sự liều mạng. Ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Đột nhiên, một đạo thanh âm u lãnh vang lên, Lôi Hạo nụ cười trong nháy mắt ngưng kết ở nơi đó. Chỉ thấy một đạo bén kiếm mang gào thét mà tới, trước mắt liền đi đến trước mắt của hắn. Kiếm mang tới rất nhanh, Lôi Hạo chỉ cảm thấy tâm thần mát lạnh, vội vàng lúc, trong tay kim luận lăng không vung lên, chín phẩm chiến hồn hạo nhật kim luận lơ lửng tại hắn đỉnh đầu. Chỉ một thoáng, chỉ thấy từng đạo kim sắc vòng ánh sáng gào thét mà ra, như cùng tuổi nguyệt chi luận, nghiền ép hết thảy, những nơi đi qua, liền hư không đều bị cắt ra. Hạo nhật kim luận, một tiếng quát chói tai. Lôi Hạo cơ hồ giữ tận che mặt cho, trước người hắn kim sắc vòng ánh sáng càng lúc càng lớn, phun ra ánh sáng màu vàng óng, cực kỳ chói mắt, Tiêu Phàm ở tại trước mặt, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Bang bang tương đương, Tu La kiếm một kiếm một kiếm vung ra, cùng cái kia kim sắc vòng ánh sáng đụng vào nhau, đốm lửa bắn tứ tung, nhọn tiếng hét lớn cực kỳ the thé, Tiêu Phàm nhất lui lui nữa, cánh tay phải có chút phát run. Không thể không nói, Lôi Hạo một kích này chính xác cực kỳ cường đại. Tiêu Phàm còn chưa bao giờ tại đồng bậc tu sĩ trong tay chân chính thua thiệt qua, Lôi Hạo xem như thứ nhất.
Thật sự cho rằng ta giết không chết ngươi sao? Chỉ là không muốn bại lộ lá bài tẩy của ta mà thôi. Nhìn thấy liên tục bại lui Tiêu Phàm, Lôi Hạo trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nếu như không phải là vì nhận được Tiểu Kim cùng Tiểu Minh cái này hai đầu cửu giai huyết mạch hồn thú, Lôi Hạo là không thể nào cùng Tiêu Phàm liều mạng. Át chủ bài sở dĩ xưng là át chủ bài, thì là không thể bại lộ, một khi bại lộ, vậy thì sẽ bị người khác nhìn ra sơ hở. Liền giống với chiêu này Hạo Nhật Kim Luận, vô luận tốc độ hay là trình độ sắc bén, đều cực kỳ cường đại, không phải bình thường tám phẩm chiến kỹ năng có thể so sánh, dù là tầm thường chiến đế hậu kỳ, cũng muốn nuốt hận. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài sao? Có vẻ như cũng bất quá như thế. Tiêu Phàm nghe được Lôi Hạo mà nói, không những không giận mà còn cười, trong tươi cười càng là có một tí miệt thị. Con vịt chết mạnh miệng, Lôi Hạo lạnh rên một tiếng. Bỗng nhiên, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên tại chỗ biến mất, hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời, tốc độ nhanh như bôn lôi, giống như chớp lóe, vượt qua mắt thường bắt giữ. Tốc độ thật nhanh, đám người thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, tốc độ này, tuyệt đối không phải một cái chiến đế cảnh tiền kỳ tu sĩ có thể đạt tới, dù là chiến đế hậu kỳ, thậm chí chiến đế đỉnh phong, có vẻ như cũng bất quá như thế. Lưu Quang đi rất nhanh, trở về cũng rất nhanh, cơ hồ phát sinh ở nháy mắt trong nháy mắt, Lôi Hạo chỉ cảm thấy một đạo hàn mang tập trung vào lồng ngực của hắn. Lôi Hạo cũng không hổ là thánh thành bát tuấn, lực phản ứng cực nhanh, chân đạp thần bí bước chân hướng về một bên tránh đi, chỉ là tốc độ vẫn như cũ chậm nửa nhịp, vai phải tiên huyết bay vụt. Ngay tại lúc đó, oanh một tiếng, cái kia kim sắc vòng ánh sáng cùng một tòa nhà kiến trúc đụng vào nhau, bẻ gãy nghiền nát, kiến trúc sụp đổ, một đầu to lớn khe rãnh lan tràn hướng phương xa, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Mọi người không cách nào tưởng tượng, nếu như một người bị cái kia kim sắc vòng ánh sáng xé rách, sẽ là như thế nào tình hình, đoán chừng liền cặn bã đều không còn sót lại. Lưu Quang tiêu thất, một thân ảnh hiện lộ mà ra, Tiêu Phàm nhất khuôn mặt hờ hững nhìn xem Lôi Hạo, đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Còn Thánh Thành Bát Tuấn, ngươi là cho Thánh Thành Bát Tuấn kéo xuống hạn sao? Hạo Nhật Kim Luận tuy mạnh, nhưng Tiêu Phàm chỉ cần không liều mạng, Hạo Nhật Kim Luận căn bản không đả thương được hắn, học xong ngàn dặm đằng quang thuật chính hắn, tại phương diện tốc độ số 1. Mặc cho ngươi công kích cường thịnh trở lại, đánh không đến trên người của ta, thì có ích lợi gì đâu. Lôi Hạo quét vai phải một mắt, chậm rãi ngẩng đầu, giống như một tóc điên cuồng hung thú đồng dạng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sắc mặt khó xử tới cực điểm. Hắn nhưng là thánh thành bát tuấn, cư nhiên bị một cái ngoại lai nhà quê gây thương tích, cái này khiến hắn như thế nào tiếp thu được. Liền giống với một cái siêu cấp cường giả, chính diện giao phong bị một con run dế cắn một cái, đổi lại ai cũng chịu không được khẩu khí này. Đương nhiên, đây chỉ là Lôi Hạo chính mình quá đề cao mình, thật tình không biết, tại Tiêu Phàm trong mắt, hắn liền sâu kiến cũng không bằng. Hảo, ngươi rất tốt, Lôi Hạo không những không giận mà còn cười, Hạo Nhật Kim Luân chiến hồn cùng hắn hòa làm một thể, cuồn cuộn hồn lực lăn lộn gào thét, trong tay hắn Kim Luân tỏa ra hừng hực tia sáng, giống như một vòng mặt trời sáng chói. Thời khắc này Lôi Hạo đã không suy nghĩ nữa cái gì cửu giai huyết mạch hồn thú, hắn chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, lấy chính tự mình chi danh. Tiêu Phàm cũng động sát tâm, hắn như thế nào có thể cho Lôi Hạo xúc thế cơ hội đâu, U Linh chiến hồn hiện lên ở bên ngoài thân, Tiêu Phàm giống như quỷ mị, trong nháy mắt sáp nhập vào trong bầu trời đêm. Trong hư không không khí đều rất giống đã biến thành bén kiếm khí, tàn phá bừa bãi bốn phía, vô số kiếm khi đánh vào cái kia kim luận phía trên, đốm lửa bắn tứ tung. Lôi Hạo cùng Hạo Nhật Kim Luân chiến hồn hòa làm một thể, mặc cho cái kia vô tận kiếm khí xé rách, căn bản không động được hắn mảy may. Vây xem tu sĩ thấy cảnh này, dọa đến kinh hồn tán đảm, thực lực như vậy, thật là đáng sợ. Công Tôn Lôi khóe miệng giật một cái, hắn chưa bao giờ nghĩ đến Tiêu Phàm thật không ngờ cường đại, hoàn toàn có thể cùng Thánh Thành Bát Tuấn đẹp bằng. Vừa nghĩ tới chính mình vậy mà một mà tiếp, tái nhi tam khiêu khích Tiêu Phàm, Công Tôn Lôi đánh liền cái lạnh run. Còn tốt mình là Công Tôn gia tộc nhân, bằng không vừa rồi Tiêu Phàm cũng không phải là tát mình một cái. Chẳng lẽ ta sợ hắn? Không, lão tử là Công Tôn gia tộc đích hệ đệ tử, từ nhỏ đến lớn, có ai dám phiến lão tử bàn tay? Vô luận như thế nào, Tiêu Phàm đều phải chết. Công Tôn Lôi mặt lộ vẻ dữ tợn, nhe răng trợn mắt. Nơi xa, mây suối trong lòng cũng cực kỳ rung động, hắn phát hiện mình vẫn như cũ quá coi thường Tiêu Phàm, vốn cho là Tiêu Phàm cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm. Thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại có thể cùng Lôi Hạo chiến bất phân cao thấp. Không, có vẻ như Lôi Hạo tại Tiêu Phàm trong tay ăn phải cái lỗ vốn, Tiêu Phàm chiếm cứ thượng phong.
Mập mạp, Long Vũ bọn người nhưng là thần sắc bình tĩnh, một mặt đương nhiên bộ dáng, nhận biết Tiêu Phàm đến nay, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua Tiêu Phàm bại qua. Trước đó không có, bây giờ cũng sẽ không có. Tiểu tử, ngươi chính xác đủ mạnh, chỉ cần ngươi gia nhập vào ta Lôi gia, ta bảo đảm hướng gia tộc trưởng lão xin, đem cái này hai đầu cửu giai huyết mạch hồn thú ban cho ngươi, như thế nào? Lôi Hạo mặc cho kiếm khí tàn phá bừa bãi, cũng lù lù bất động. Cơ thể dung nhập Hạo Nhật Kim Luận, nhưng nhục thể của hắn sức mạnh đạt đến một cái trình độ khủng bố. Ban cho ta, Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng cười lạnh không thôi, cái này Lôi Hạo thật đúng là không phải bình thường tự luyến, hắn thật đúng là cho là mình thắng chắc. Liền Tiểu Kim cùng Tiểu Minh hắn đều trở thành chính mình, còn nhường Lôi gia trưởng lão ban cho hắn, nói nhiều sao nhân từ, cỡ nào thưởng thức hắn Tiêu Phàm nhất dạng. Như thế nào, ta cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ một chút, có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ, ngươi cũng không dễ dàng. Lôi Hạo còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, sấn nhiệt đả thiết nói. Đúng vậy a, tu luyện tới mức hiện nay, ngươi cũng không dễ dàng, ngươi như quỳ xuống, ta cũng tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem Lôi Hạo đảo. Ngươi đùa bỡn ta, Lôi Hạo giận tím mặt, lách mình hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Ngươi không phải cũng trêu chọc ta sao? Thật sự coi chính mình là cái gì chó má thánh thành bát tuấn, liền một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, thật coi mình là dễ hành. Ta nếu muốn để cho ngươi sinh, ngươi muốn chết mà không thể. Tiêu Phàm nhe răng cười, một cỗ vô cùng cuồng phách sức mạnh từ trên người hắn bộc phát ra. Tại hắn bên ngoài thân, hiện lên kim quang sáng chói, chính là bất diệt kim thân nở rộ tia sáng, mắt thấy Lôi Hạo xuất hiện ở phủ cận lúc, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, quỳ xuống cho ta. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm thân ảnh nhảy lên thật cao, thu hồi tu la kiếm, toàn thân sức mạnh toàn bộ hội tụ tại trên nắm tay, một cái to bằng gian phòng quyền cương giận bổ xuống, giống như một viên sao băng từ cửu thiên mà hàng. Lưu tinh hám thiên. Tiêu Phàm nhất tiếng giống giận, đáng sợ hồn lực ba động chấn thiên động địa, hư không gào thét, một quyền chi uy, đáng kinh ngạc thiên địa. Dưới một quyền này, Lôi Hạo Hạo Nhật Kim Luận liên tiếp phá toái, hóa thành cuồn cuộn hồn lực chấn động bốn phía. Lôi Hạo ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bộ mặt có chút vặn vẹo. Cái kia cuồng phách uy áp, liền hắn đều không chịu nổi, hai chân như nhũn ra, hắn nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Soạt soạt một tiếng vang giòn, Lôi Hạo xương bánh chè nứt ra, hai đầu gối trực tiếp quỳ sát xuống dưới. Phù phù. Lôi Hạo hai đầu gối dập đầu trên đất, thanh âm không lớn, lại giống như một đạo kinh lôi đồng dạng vang vọng tất cả mọi người bên tai, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đây chính là Lôi Hạo a, ai dám để hắn làm chúng quỳ xuống, lại càng không cần phải nói ép buộc hắn quỳ xuống. Mà bây giờ, lại thật sự có người nhường hắn quỳ xuống, phía trước phần lớn người đều cho là Tiêu Phàm chắc chắn phải chết, ai có thể nghĩ đến, Tiêu Phàm lại có thể chiến thắng Lôi Hạo đâu. Giết một người dễ dàng, nhường một người chịu nhục nhưng là không phải bình thường khó khăn, huống chi quỳ xuống người là Lôi Hạo, có thể tưởng tượng được Tiêu Phàm thực lực. Lôi Hạo hai mắt hiện đầy tơ máu, đỏ bừng vô cùng. Mang theo dữ tận nhìn xem Tiêu Phàm, đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ có người dám nhường hắn quỳ xuống, đây quả thực là hắn cả đời này lớn lao vết nhơ. Hắn run rẩy cơ thể, muốn một lần nữa đứng dậy, nhưng mà lại có một cỗ áp lực cực lớn rơi vào trên người hắn, giống như một tòa ma nhạc giống như, dung chuyển không được mảy may. Ta nếu muốn để cho ngươi sinh, ngươi muốn chết mà không thể. Tiêu Phàm lời nói vang vọng thật lâu tại hắn trong đầu, vừa mới nghe được câu này lúc, Lôi Hạo là biết bao khinh thường. Cho tới bây giờ Lôi Hạo mới phát hiện, chính mình thật sự quá xem thường Tiêu Phàm. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, trong lòng rung động kịch liệt lấy, cuối cùng tất cả mọi người con mắt tất cả đều rơi vào giữa sân cái kia cao gầy đen y thanh niên trên thân. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể cái này mạnh. Công Tôn Lôi dọa đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, thần sắc sợ hãi đến cực điểm, đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng đung đưa. Đạo kia cũng không thân ảnh to lớn. Tại Công Tôn Lôi trong mắt trở nên vô cùng cao lớn đứng lên. Nhưng mà, Tiêu Phàm liền con mắt đều không liếc hắn một cái, cũng liền tại lúc này, nơi xa truyền đến vài tiếng kêu thảm, Công Tôn Lôi mang tới 10 người, chỉ có cái kia chiến đế trung kỳ tu sĩ còn sống, những người khác toàn bộ bỏ mình, bị Tiểu Kim cùng Tiểu Minh hai cái nghiền sát. Chốc lát, Tiêu Phàm ánh mắt lúc này mới chuyển hướng quỳ xuống trên mặt Lôi Hạo, trong mắt lộ ra một tia băng lãnh, cười lạnh nói tha ta một mạng. Đem hai đầu cửu giai hồn thú ban cho ta. Nói tiếp a, thực lực ngươi không ra hồn, và miệng cũng không tệ. Tiêu Phàm thanh âm không lớn, nhưng ở chàng tu sĩ đều nghe nhất thanh nhị sở, tất cả mọi người câm như hến,
liền thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn không cho rằng Lôi Hạo thực lực yếu, nắm giữ chín phẩm chiến hồn Hạo Nhật Kim Luận, lĩnh ngộ hai loại ý chí, chiến đế cảnh tiền kỳ tu vi, phóng nhãn thánh thành, cũng không có mấy người có thể so sánh. Nếu như thực lực của hắn cũng không như thế nào, và thánh thành kia trẻ tuổi một đời lại có mấy người vào Tiêu Phàm pháp nhãn đâu. Bất quá vừa nghĩ tới Tiêu Phàm bá đạo thực lực, thánh thành tu sĩ quả thực là một cái dám cũng không dám phóng, ngược lại là chín đại đế quốc tu sĩ trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thánh thành tám tuấn, Lôi gia thiếu chủ, những hào quang này, có vẻ như cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, lấy tay ở giữa, trong tay đột nhiên xuất hiện ba cây kim châm. Chẳng lẽ hắn muốn giết Lôi Hạo không thành? Đám người thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Đánh bại Lôi Hạo có lẽ không tính là gì, nhưng nếu như giết hắn, ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác nhau. Lôi Hạo thế nhưng là Lôi gia gia chủ người thừa kế, hắn mà chết, Lôi gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dừng tay, đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng quát như sấm, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh niên áo bào tím đạp không mà tới. Thanh niên áo bào tím gánh vác lấy một thanh trường kiếm, chung quanh ẩn ẩn có kiếm khí lượn lờ, hắn mặt như ngọc quan, phong thần như ngọc, mười phần siêu phàm, nhưng lại cho người ta một loại mười phần tà mị khí chất. Ngươi lại là đồ vật gì? Tiêu Phàm trong tay ba cây kim châm dừng ở hư không, lạnh lùng nhìn xem thanh niên áo bào tím, lúc này, chỉ cần dám ngăn cản hắn, cũng là hắn Tiêu Phàm địch nhân. Đại Càn Đế quốc công Tôn Kiếm, thanh niên áo bào tím hơi hơi nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra. Các hạ muốn giết người, chúng ta không quản được, nhưng mà ngươi như giết Lôi Hạo, chúng ta cũng đồng dạng phải xui xẻo. Các hạ đẹp mắt nhất tinh tường tình thế, biết mình muốn giết người là ai. Ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý cùng chín đại đế quốc nhân là địch a. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm cau mày, cái này Công Tôn Kiếm thật đúng là âm hiểm, một hai câu liền để mình cùng chín đại đế quốc tu sĩ đứng ở mặt đối lập, đem hắn cô lập đi ra. Quả nhiên, vừa dứt lời, thì có không thiếu khoảng cách Tiêu Phàm hơi gần tu sĩ không khỏi lui về phía sau mấy bước, phân gió cùng Tiêu Phàm ở giữa giới tuyến. Lôi Hạo thấy thế, thở dài một hơi, chỉ cần Tiêu Phàm không giết hắn, hắn thì có biện pháp làm lại từ đầu. Lan, nghênh đón Công Tôn Kiếm, chỉ có Tiêu Phàm một chữ, loại này âm hiểm tiểu nhân, Tiêu Phàm căn bản lười nhác nói nhiều với hắn một chữ. Tiêu Phàm mặc dù chưa thấy qua Công Tôn Kiếm, nhưng là nghe nói qua danh hào của hắn. Cùng Lôi Biển cả cùng tên Tam Đại Chuẩn Đế một trong, chỉ là từ Công Tôn Kiếm khí tức trên thân đến xem, có vẻ như Công Tôn Kiếm cũng sẽ không là Chuẩn Đế, mà là chân chính Chiến Đế. Như thế nào, tại hạ hảo tâm nhắc nhở các hạ không tán đồng, không cảm kích thì cũng thôi đi, lại còn thẹn quá thành giận sao? Công Tôn Kiếm lạnh nhạt nở nụ cười. Lập tức trong lòng lại bổ sung một câu, chỉ cần đứng tại đạo đức điểm cao, coi như ngươi so với ta mạnh hơn lại như thế nào? Chẳng lẽ còn dám mạo hiểm chín đại đế quốc tu sĩ sai lầm lớn giết ta? Chỉ cần cứu Lôi Hạo, ta thì có rất lớn hy vọng bị Công Tôn gia tộc xem trọng, cái này mua bán không lỗ. Lôi Hạo sau lưng có Lôi gia, không biết sau lưng ngươi lại có gì đây? Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, sau một khắc, Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt lạnh như băng xuống, toàn thân trên dưới phóng thích ra vô cùng vô tận ý sát phạt. Công Tôn Kiếm cảm giác toàn thân rét run, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, Lăng Thiên kiếm khí gào thét mà tới, vù vù tiếng xé gió truyền ra, Công Tôn Kiếm nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm cũng dám ra tay với hắn. Điểm thương. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, đầy trời mưa kiếm bên trong đột nhiên có một điểm sáng màu trắng thoáng hiện, trong nháy mắt chui vào Công Tôn Kiếm thể nội, Công Tôn Kiếm rút ra trường kiếm sau lưng, vừa mới chuẩn bị phản kháng. Chỉ là tốc độ của hắn cùng Tiêu Phàm so sánh, chậm không phải một điểm nửa điểm, thực lực của hắn cũng liền cùng Lôi Biển cả tương xứng. Nơi nào trải qua được Tiêu Phàm công sát đánh giết. Keng một tiếng, Công Tôn Kiếm trường kiếm trong tay vỡ nát, hắn vẫn như cũ duy trì một cái thân thể nghiêng về phía trước động tác, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi dám giết ta? Công Tôn Kiếm một mặt hoảng sợ cùng không cam lòng nhìn xem Tiêu Phàm. Chết đều nhiều như vậy nói nhảm, Công Tôn Kiếm, thật đúng là không phải bình thường tiện, đáng tiếc Tiêu Mỗ bình sinh ghét nhất tiện nhân. Âm vang một tiếng, Tu La kiếm vào vỏ. Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu nói, Lôi Hạo hắn chính xác không dám giết, nhưng mà Công Tôn Kiếm, chỉ là Đại Càn Đế quốc tu sĩ mà thôi, giết cũng liền giết. Ai bảo hắn nói nhảm nhiều như vậy đâu, uy hiếp Tiêu Phàm không nói, còn nghĩ lợi dụng Tiêu Phàm thượng vị, thật sự coi chính mình chút trò vặt kia đến cỡ nào cao minh. Tiêu Phàm là ai, kiếp trước có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng,
âm mưu quỷ kế gì nhìn không thấu, chỉ là cái thế giới, âm mưu quỷ kế trước thực lực tuyệt đối lộ ra quá mức tái nhợt mà thôi. Phốc, theo Tu La kiếm vào vỏ, Công Tôn kiếm trong thân thể đột nhiên bay vụt ra vô tận kiếm khí, cơ thể bị xé thành vô số mảnh vụn tràn ngập trên không trung. Đường đường chín đại đế quốc trẻ tuổi một đời một trong tam đại cường giả Công Tôn kiếm, bị Tiêu Phàm nhất kiếm miểu sát, đây là tất cả mọi người đều không ngờ tới. Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, mái tóc đen dày trong gió lay động, trên thân chưa từng nhiễm một giọt máu nước đọng, bình tĩnh vô cùng, nơi nào còn giống phía trước sát khí ngút trời dáng vẻ. Bất quá dù là hắn thu liễm tất cả khí thế, cũng không có một người dám lại lần khiêu khích hắn, tính như xử nữ, động như thỏ chạy, đây là đối với Tiêu Phàm tốt nhất hình dung. Gia hỏa này, nhất định chính là sát thần lâm thế, giết người tới thế nhưng là liền mí mắt cũng sẽ không nháy một chút, lại có ai dám khiêu khích hắn uy thế đâu. Nhìn thấy Công Tôn kiếm bị giết, Lôi Hạo Tâm mãnh liệt khẽ nhăn một cái, hắn phát hiện quá coi thường Tiêu Phàm, người này nhìn qua rất ngông cuồng, nhưng hắn tâm tư rất kín đáo. Nếu là đổi lại một người khác, bị Công Tôn kiếm như thế uy hiếp, đoán chừng đã sớm hù dọa, nhưng mà Tiêu Phàm, nhưng là trực tiếp một kiếm chém giết, căn bản lười nhác nói nhảm. Lợi hại hơn nữa âm mưu quỷ kế, người vừa chết, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng, điểm này, Tiêu Phàm nhìn so với bọn hắn đều phải thấu triệt. Yên tâm, ta không giết ngươi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nhưng mà nụ cười này tại Lôi Hạo xem ra, nhất định chính là ma quỷ nụ cười, chỉ thấy Tiêu Phàm búng ngón tay một cái, ba đạo kim sắc lưu quang hướng về Lôi Hạo bay đi. Dừng tay. Một tiếng quát như sấm từ phía chân trời truyền đến, ngay sau đó, hai đạo thân hình lấp lóe, một cái trong hắc bào năm nam tử mang theo một cái váy trắng thiếu nữ đứng lơ lửng trên không, quan sát phía dưới. Nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản không nhìn tiếng kia gầm thét. Ba cái kim châm toàn bộ chui vào Lôi Hạo trong ngực. Ta để cho ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Nam tử trung niên phẫn nộ quát, trong mắt lóe lên một vẻ lạnh như băng. Tiêu Phàm tự nhiên là nghe được, hơn nữa cũng nhận ra nam tử trung niên cùng cái kia váy trắng thiếu nữ. Nam tử trung niên là Công Tôn Vũ, váy trắng thiếu nữ nhưng là hắn ban ngày gặp Công Tôn Oanh, tăng thêm Công Tôn Lôi, bọn hắn chính là trước đây đi tới Ly Hỏa Đế Đô Công Tôn gia tộc ba người. Bởi vì bọn hắn mập mạp thế nhưng là kém một chút sẽ chết cách Hỏa Đế Đô, Tiêu Phàm như thế nào có thể quên phần cửu hận này, Tiêu Phàm giá không nghĩ tới, vừa tới không xong Thánh Thành, liền gặp được ba người bọn hắn. Coi như nghe được lại như thế nào, Tiêu Phàm giá sẽ không liền cái này buông tha Lôi Hạo. Chỉ có đem Lôi Hạo tính mệnh bóp tại chính mình trong tay, người của Lôi gia mới sẽ không dễ dàng đối phó chính mình, ổ khóa này hồn châm, là Tiêu Phàm lấy thủ pháp đặc biệt đánh vào, cho dù chín phẩm luyện dược sư, cũng không thể dễ dàng rút ra. Tỏa hồn châm chui vào Lôi Hạo trong cơ thể một sát na, hắn chỉ cảm thấy chính mình đã mất đi cùng hồn hải liên hệ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, căm tức nhìn Tiêu Phàm đạo, ngươi dám phế đi tu vi của ta. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, phế nhân tu vi, có thể so sánh giết một người còn muốn đáng hận a, Tiêu Phàm thật không ngờ cay độc. Phế ngươi tu vi, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, có cần thiết ngạc nhiên như vậy sao? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba cái kim châm rung động, Lôi Hạo trên thân đột nhiên phóng ra một cỗ cường đại hồn lực ba động, này chỗ nào còn có bị phế tu vi bộ dáng, khí thế này đem so với phía trước đều cường đại hơn. Chỉ là trong nháy mắt, cỗ này hồn lực ba động liền biến mất không thấy gì nữa, Lôi Hạo lại trở nên uể oải suy sụp, trong mắt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, trong đầu hồi tưởng lại Tiêu Phàm trước đây câu nói kia ngữ. Ta nếu muốn ngươi sinh, ngươi muốn chết mà không thể. Chẳng lẽ hắn thật sự có để cho mình sống không bằng chết năng lực? Nghĩ tới đây, Lôi Hạo liền sợ hãi một hồi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Lôi Hạo tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, hắn hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, chính mình đường đường thánh thành tám tuấn một trong, cư nhiên bị người chơi lộng tại giữa lòng bàn tay. Yên tâm, ngươi chết không được, ta chỉ thì không muốn bị người uy hiếp mà thôi, ngươi Lôi ra người như đối với ta cùng ta bằng hữu ra tay, nhất thiết phải để cho ngươi đến bồi táng, nếu ngươi không tin, có thể đi tìm Alchemist, xem bọn hắn có thể hay không rút ra cái này ba cây tỏa hồn châm. Tiêu Phàm nhe răng nở nụ cười. Đối với mình huyền hoàng chín châm chi thuật, hắn cực kỳ tự tin, cái này ba cây tỏa hồn châm, chỉ có chính hắn có thể rút ra. Cái này cũng là Tiêu Phàm dám để cho Lôi Hạo quỳ xuống nguyên nhân, Lôi ra nếu không nghĩ Lôi Hạo chết, cũng sẽ không chút kiêng kỵ trả thù chính mình. Đương nhiên, âm thầm trả thù cũng không phải là Tiêu Phàm có thể nắm trong tay. Nhưng mà Tiêu Phàm giá sớm đã làm xong đối mặt Lôi gia dự định, bằng không hắn cũng sẽ không đối với Lôi Hạo ra tay rồi. Lôi thiếu gia,
Ngươi như thế nào? Công Tôn Võ mặc dù 10 phần khó chịu Tiêu Phàm không nhìn chính mình, nhưng vẫn là trước tiên quan tâm Lôi Hạo an ủi. Gặp Lôi Hạo không nói lời nào, Công Tôn Võ lại nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng động Lôi thiếu gia, bằng không ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Ta đã động, ngươi lại có thể làm gì được ta? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, chậm rãi quay người nhìn về phía Công Tôn Võ, thần sắc lạnh như băng nói. Ngươi tìm, Công Tôn Võ một tiếng quát như sấm, chỉ là lời còn chưa dứt, liền tựa như kẹt đồng dạng, lời đến khóe miệng toàn bộ nuốt xuống. Con ngươi của hắn bỗng nhiên run một cái, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt thậm chí có một tia sợ hãi. Sợ hãi? Đám người có không ít bắt được Công Tôn Võ thần sắc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhận biết Công Tôn Võ đều biết, hắn nhưng là có uy tín chiến đế cảnh, Công Tôn gia tộc trưởng lão, ít nhất cũng là chiến đế hậu kỳ trở lên thực lực a. Hắn vậy mà đối với một cái mới vừa tiến vào không song thánh thành ngoại lai tu sĩ cảm thấy sợ hãi. Cái này phong cách vẽ có vẻ như không đúng. Chỉ có Công Tôn Võ một người tin tưởng, cũng không phải Tiêu Phàm đến cỡ nào sợ hãi, mà là Tiêu Phàm sư tôn đáng sợ đến cỡ nào. Mấy tháng phía trước, Công Tôn Võ rời đi Ly Hỏa Đế Đô, trong đầu một mực nhớ ký túy ông một câu nói, trở về nói cho Công Tôn Chiến Thiên, Nam Cung Thiên Giật là chết ở lão đầu Đồ Nhi trên tay, các ngươi có thể tới báo thù. Bất quá tốt nhất cân nhắc một chút phải chăng về trở lại. Trở lại không xong thánh thành, Công Tôn Võ đem lời này cùng Ly Hỏa Đế Đô sự tình còn nguyên nói cho Công Tôn gia chủ, nhưng Công Tôn gia chủ đi hỏi thăm Công Tôn Chiến Thiên, nhưng mà hắn nghe được chỉ có một câu nói, không thể đắc tội cùng túy ông có liên quan bất luận kẻ nào, bằng không trục xuất gia tộc. Vừa mới chỉ là nghiêng người, Công Tôn Võ không có nhận ra Tiêu Phàm, có thể Tiêu Phàm cái này quay người lại, Công Tôn Võ một mắt liền nhận ra được. Cái này cũng là hắn như thế hoảng sợ nguyên nhân. Chính mình nếu lại đắc tội hắn, chẳng phải là muốn bị trục xuất gia tộc. Tiêu Phàm, làm sao ngươi tới không song thánh thành? Công Tôn Võ tâm thần không yên, vội vàng thu liễm sát ý, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Biến hóa bất thình lình, làm cho tất cả mọi người không biết vì sao, vừa rồi Công Tôn Võ còn một bộ dáng vẻ hung thần ác sát, như thế nào một chút trở nên hòa ái dễ gần. Ngươi không chào đón ta tới sao? Tiêu Phàm giã là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu, cái này Công Tôn Võ không phải nhắm vào mình sao? Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, Công Tôn Võ đầu như gà con mổ thóc đồng dạng điểm một cái không ngừng, nhưng trong lòng thì vô cùng băng lãnh, hắn nhưng chưa từng đối với một cái hậu bối cúi đầu khom lưng, nhưng mà hôm nay, vì mình địa vị, hắn không thể không làm như thế. Một cử động kia, cũng làm cho Lôi Hạo cùng Công Tôn Lôi trợn tròn mắt, vốn cho là cứu tinh tới. Có thể trong nháy mắt, cứu tình vậy mà đã biến thành chó xù. Lôi Nhi, ngươi như thế nào đắc tội Tiêu Phàm? Công Tôn Võ đột nhiên quay người nhìn về phía Công Tôn Lôi đạo. Ta, Công Tôn Lôi trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, cái gì gọi là ta đắc tội hắn, là hắn quạt ta một cái tát tốt a. Công Tôn Lôi trong lòng cảm giác có chút không rõ chua xót. Còn không hướng Tiêu Phàm xin lỗi, sau đó cùng ta trở về. Công Tôn Võ không đợi Công Tôn Lôi mở miệng, quát khẽ đạo. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, Công Tôn Lôi không phản bác được, không biết như thế nào mở miệng. Tiêu Phàm, Lôi Nhi không hiểu chuyện, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, lúc này đến đây thì thôi như thế nào? Công Tôn Võ vừa cười nói, tựa như chỉ sợ Tiêu Phàm ghi hận đồng dạng. Tiêu Phàm giá sững sờ tại chỗ, không biết như thế nào mở miệng, hắn đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, nhưng mà Công Tôn Võ vậy mà hướng mình xin lỗi, hắn chỉ có thể hờ hững gật gật đầu. Đa tạ. Công Tôn Võ chắp tay một cái, gặp Công Tôn Lôi còn muốn nói điều gì, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó liền dẫn Công Tôn Oanh, Công Tôn Lôi rời đi. Chỉ có Lôi Hạo một thân một mình quỳ trên mặt đất, toàn thân trở nên lạnh lẽo, cái này phong cách vẽ không đúng, Công Tôn Võ không phải giết tiểu tử này sao? Chẳng lẽ tiểu tử này lai lịch lớn như vậy, ngay cả mình đều không đắc tội nổi. Lôi Hạo trong lòng miên man bất định, nếu như ngay cả hắn đều đắc tội không nổi, đây cũng là chỉ có ẩn thế cổ tộc. Thế nhưng là cổ tộc không dành thế sự, như thế nào lại xuất hiện ở đây đâu? Không quá nhất nghĩ đến Tiêu Phàm thực lực, cũng chỉ có một khả năng này, huống chi, Tiêu Phàm còn nắm giữ thất truyền ngàn năm tù hồn chỉ, cái này chiến kỹ, cũng cần phải chỉ có cổ tộc mới có. Nghĩ tới đây, Lôi Hạo nhịp tim gia tốc, hắn biết, chính mình hôm nay tổn thất khôn thể nói hết, sớm biết thì không nên ra tay rồi. Trong lòng của hắn thầm mắng không thôi. Công Tôn Võ lão bất tử kia, vậy mà không thuận tiện đem chính mình mang đi. Nếu như Tiêu Phàm thực sự là cổ tộc người, coi như giết mình, Lôi gia cũng không nhất định dám tìm Tiêu Phàm báo thù a, cái kia chẳng phải là chết vội.
Ngươi đi đi, Tiêu Phàm nhìn Lôi Hạo một mắt, thản nhiên nói. Đi. Lôi Hạo trợn tròn mắt, Tiêu Phàm cái kia không thèm chú ý đến ánh mắt, tựa như khinh thường với giết hắn đồng dạng, điều này cũng làm cho Lôi Hạo trong lòng càng thêm chắc chắn Tiêu Phàm thân phận. Hắn không biết là, Công Tôn Võ chỉ là kiêng kỵ Tiêu Phàm sư tôn mà thôi. Hắn không biết Túy Ông, nhưng Công Tôn gia tộc lão tổ Công Tôn Chiến Thiên nhận biết a, Túy Ông là ai, đây chính là tam đại tổ chức sát thủ Huyết Lầu lâu chủ. Túy Ông nếu như báo nổi, coi như Công Tôn gia tộc cũng không chịu nổi lửa giận của hắn, tự nhiên không muốn đắc tội Túy Ông. Chốc lát, Tiêu Phàm bọn người tất cả đều rời đi, tòa này viện lạc đã hủy hoại, chuyện sau đó sẽ như thế nào, hắn căn bản vốn không quan tâm. Chiến hồn điện hiện tại cũng không có người xuất hiện, rõ ràng cũng là không muốn quản chuyện này. Tiêu Phàm cũng minh bạch rất nhiều, không song thánh thành so với Đại Ly đế quốc, càng tàn khốc hơn, thực lực vi tôn, căn bản không người sẽ quan tâm ngươi là bối cảnh gì. Đến nỗi Công Tôn gia tộc cùng Lôi gia sau đó sẽ như thế nào, Tiêu Phàm cũng đoán không được, nhưng ít ra không sẽ rõ mắt trương mật tìm hắn Tiêu Phàm phiền phức. Đám người đưa mắt nhìn Tiêu Phàm bọn hắn rời đi, nguyên bản bọn hắn cho là Tiêu Phàm chắc chắn phải chết, nơi nào sẽ nghĩ đến, cuối cùng Tiêu Phàm bọn hắn vậy mà lại tới một người đại chuyển ngoặt, thí sự cũng không có. Chuyện tối nay, Tiêu Phàm chi danh, cũng nhất định sẽ truyền khắp không song thánh thành phía dưới trọng thiên, thậm chí thượng trọng thiên rất nhiều người đều sẽ nghe nói tên của hắn. Tiêu Phàm bọn người tùy ý tìm một gian khách sạn ở lại, bất chi bất giác đã là đêm khuya. Gần nhất đại gia tốt nhất cẩn thận một chút, Lão Tam, Tiểu Ngũ, các ngươi ở một cái phòng, Sở Huynh, Lầu Huynh, các ngươi cũng chiếu ứng lẫn nhau một chút. Tiêu Phàm nhắc nhở chúng nhân nói. Giết Công Tôn gia tộc 10 cái tu sĩ, lại phong bế Lôi Hạo tu vi, Tiêu Phàm không thể không cẩn thận. Ai biết Công Tôn Võ có phải là cố ý hay không để cho mình buông lỏng cảnh giới, sau đó lại âm thầm đánh lén đâu. Chẳng qua là khi ánh mắt của hắn rơi vào Long Vũ trên thân lúc, nhưng là thiểm quá nhất ti vẻ phức tạp, lại nhìn về phía Vân Khê cùng Mây Phán Nhi đạo, Mây Phán Nhi, ngươi cùng Long Vũ ngủ cùng chỗ, nhiều ít có cái phối hợp. Nghe được Tiêu Phàm an bài, Long Vũ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, lôi kéo Mây Phán Nhi tay nhỏ đạo, Phán Nhi muội muội đúng không, ta gọi Long Vũ, hẳn là lớn hơn ngươi, bảo ta Long Thư Thư liền tốt. Tiêu Phàm nhất trận im lặng. Cái này Long Vũ đoán chừng cho là mình cố ý quan tâm nàng, bất quá hắn cũng đành chịu, Long Vũ thời điểm then chốt đứng ra giúp mình, coi như đứng tại bằng hữu góc độ, mình cũng hẳn là nghĩ đến nàng. Tiểu Kim, Tiểu Minh, Vân Khê, chúng ta liền ở tại Long Vũ cùng Mây Phán Nhi bọn hắn cách vách viện lạc. Tiêu Phàm lại nói, đám người gật gật đầu, nhao nhao tiến nhập mình viện lạc, đến nỗi Đại Ly đế quốc tu sĩ khác, Tiêu Phàm không có khả năng cố kỵ đến nhiều như vậy. Bọn hắn ở lúc mấu chốt cách xa mình, rút sạch cùng mình quan hệ, Tiêu Phàm cũng không tất yếu bảo vệ bọn hắn. Đại Ly đế quốc rất nhiều tu sĩ hối hận không thôi, nhưng là bất đắc dĩ, ai kêu chính mình gieo gió gặt bão đâu. Tiêu Phàm không có nhằm vào bọn họ, đã coi như là thật tốt, phần lớn người dứt khoát quay người rời đi, triệt để rũ sạch cùng Tiêu Phàm quan hệ. Đối với cái này hết thảy, Tiêu Phàm hờ hững xử chi, có ít người, chú định mỗi người một ngả, chỉ cần bảo vệ tốt quan tâm mình người như vậy đủ rồi. Ân, vừa mới bước vào viện lạc, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, xòe bàn tay ra, ngẩng đầu hướng về hắc ám bầu trời đêm nhìn lại, nhưng là nhìn thấy một cái màu đen hồ điệp lóe lên cánh chậm rãi bay tới. Hồ điệp rơi vào Tiêu Phàm lòng bàn tay một sát na, rất nhiều tin tức trong nháy mắt in vào Tiêu Phàm trong đầu, trong mắt của hắn bên trong thiểm quá nhất xóa vẻ băng lãnh. Vân Khê, ngươi có biết có cái gì phương pháp tiến vào thượng trọng thiên? Tiêu Phàm đột nhiên hít sâu một cái nói. Công tử muốn đi vào thượng trọng thiên, Vân Khê một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt thiểm quá nhất xóa vẻ nặng nề. Không có cách nào, Tiêu Phàm nhíu mày, hồ điệp thú một mực theo dõi Diệp Lâm Trần, gặp được tiểu ma nữ. Mà tiểu ma nữ ngay tại thượng trọng thiên, Tiêu Phàm đã không kịp chờ đợi đi gặp nàng, chỉ là nàng cũng biết, thượng trọng thiên cũng không phải dễ dàng như vậy xông. Nơi đó, chỉ có địa vị, có quyền lực gia tộc tử đệ mới có thể tiến nhập. Cũng không phải không có biện pháp, muốn đi vào nơi đó, nhất thiết phải có thượng trọng thiên thân phận bài, nếu không sẽ bị thượng trọng thiên hồn giới ngăn cản, một khi kinh động đến đội ngũ tuần tra, vậy coi như phiền toái. Vân Khê giải thích nói, mặc dù hắn rất muốn ngăn cản Tiêu Phàm, nhưng nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia ánh mắt kiên nghị, hắn biết mình là không ngăn cản được. Thân phận bài, Tiêu Phàm vấn đạo, lấy tay ở giữa, trong tay đột nhiên nhiều hơn một khối màu tím ngọc bội. Ngọc bội kia, chính là trước kia hắn chém giết Sở Khoảng không lấy được. Hắn thấy,
Sở Khoảng không dù sao cũng là Sở gia người, mà lại là chiến đế hậu kỳ, chắc có tư cách tiến vào thượng trọng thiên A. Nhưng mà Vân Khê nhưng là lắc đầu, đạo, đây không phải tiến vào thượng trọng thiên thân phận bài. Ngươi xác định, Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh dị. Vân Khê gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, phía trước ta cũng có một khối thân phận bài, nhưng là bởi vì tu vi rơi xuống, bị chiến hồn điện thu hồi. Thân phận kia bài là dạng gì? Tiêu Phàm lại hỏi, vô luận như thế nào, hắn đều muốn gặp tiểu ma nữ một mặt. Vân Khê nghi nghĩ, phất tay, hồn lực thả ra, tại hư không ngưng kết trở thành một khối màu vàng ngọc bài chính diện viết một cái, bên trên, chữ, mà mặt sau nhưng là một chút thần bí đường vân. Hồn văn sao? Tiêu Phàm tâm bên trong ngưng lại, nếu như chỉ là bằng vào dạng này hồn văn liền có thể tiến vào thượng trọng thiên, hắn ngược lại có thể dễ dàng làm đến. Đúng, người có biết thượng trọng thiên địa hình phân bố? Vân Khê dù sao cũng là đã từng đi qua thượng trọng thiên, nếu như hắn có thể đủ vẽ xuất địa đồ, cái kia Tiêu Phàm muốn tìm tiểu ma nữ cũng liền nhẹ nhõm nhiều. Ta chỉ biết đại khái địa hình, dù sao, bằng vào ta thân phận, rất nhiều nơi không thể đi. Vân Khê hít sâu một cái nói. Cái này là đủ rồi. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong mắt thiểm quá nhất xóa vui mừng. Công tử, ngươi sẽ không sợ ta hãm hại ngươi sao? Vân Khê do dự chốc lát, vẫn là nói, nếu như hắn muốn hãm hại Tiêu Phàm, tùy tiện tại trên địa đồ động chút tay chân, Tiêu Phàm tuyệt đối hữu tử vô sinh. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, ta nói qua, ta nhìn ngươi thuận mắt, tự nhiên tin tưởng ngươi làm người. Vẹn vẹn bởi vì cái này công tử liền tin tưởng ta. Vân Khê trong lòng run lên bần bật, cái mũi hơi hơi chua chua. Còn chưa đủ à, Tiêu Phàm nhếch miệng nở nụ cười, vỗ vỗ Vân Khê bả vai, phiền phức đêm nay giúp ta đem đại khái bản đồ địa hình vẽ đi ra, khổ cực ngươi. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền dẫn đầu tiến nhập trong sân, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh cũng đi theo. Chỉ có Vân Khê một thân một mình đứng ngẩn người tại chỗ, rất lâu, Vân Khê trong mắt thiểm quá nhất xóa tinh quang. Trong lòng trầm ngâm nói, có lẽ ngươi ngay từ đầu liền nghĩ lợi dụng ta, nhưng là một cái duy nhất ta nguyện ý cam tâm tình nguyện bị ngươi lợi dụng người. Tiến vào viện lạc, Tiêu Phàm khôi phục một chút hồn lực, thuận tiện cắt tỉa lại một chút chuyện hôm nay. Không song Thánh Thành đúng là một thiên tài xuất hiện lớp lớp chỗ, nếu như không phải đột phá chiến đế cảnh, có lẽ ta liền thực sự lộn ở chỗ này. Tiêu Phàm tâm bên trong trầm ngâm. Chớ nhìn hắn một quyền chấn áp Lôi Hạo lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Nhưng trong đó hung hiểm chỉ có Tiêu Phàm chính mình tin tưởng, hắn không chỉ điều động U Linh chiến hồn sức mạnh, còn động đến vô tận chiến hồn. Dù vậy, nếu như không phải bác lão truyền cho hắn bất diệt kim thân, hắn cũng không khả năng dễ dàng chiến thắng Lôi Hạo. Nắm giữ 9 phẩm chiến hồn Hạo Nhật Kim vòng Lôi Hạo, ở trên công kích, đoán chừng có rất ít người ngang hàng. Hơn nữa, Lôi Hạo vẻn vẹn thánh thành 8 tuấn bên trong xếp hạng đệ lục, tại hắn phía trước còn có 5 người. Dù là xếp tại hắn phía sau hai người đoán chừng cũng không thể khinh thường. Bất kể như thế nào, ai cũng không thể ngăn cản ta mang đi tiểu ma nữ. Tiêu Phàm trong mắt thoáng qua một vòng kiên nghị. Lập tức, Tiêu Phàm lấy ra một khối ngọc bội, trong đầu hiện lên mây suối mô phỏng thân phận kia ngọc bài, rất nhanh liền tiến nhập hồn điêu trong trạng thái. Vô luận có thể thành công hay không, Tiêu Phàm cũng phải thử một lần, dù là không thể mang đi tiểu ma nữ, gặp nàng một mặt cũng đủ rồi. Thời gian trôi qua, Tiêu Phàm thất bại nhiều lần, hắn không thể ra một điểm nhiễu loạn, một khi hắn điêu khắc thân phận ngọc bài không cách nào tiến vào thượng trọng thiên, muốn gặp được tiểu ma nữ liền không biết năm nào tháng nào. Ngay tại lúc đó, mây suối cũng đắm chìm tại thượng trọng thiên bản đồ vẽ bên trong, đây chính là một cái cực kỳ hao tổn tâm thần sống, vì chính xác không có lầm vẽ ra thượng trọng thiên địa đồ, mây suối nhất thiết phải hồi ức trước đó tiến vào thượng trọng thiên mỗi một chi tiết nhỏ. Cũng liền tại lúc này, thượng trọng thiên một tòa thật lớn trong phủ đệ, trong đại sảnh nằm bị thương Lôi Hạo. Ai dám làm tổn thương ta nhi? Đột nhiên, gầm lên một tiếng từ sau đường truyền đến, người chưa đến, thanh âm bá đạo tới trước, ngay sau đó, một người mặc chiến bào màu vàng óng nam tử trung niên đi ra. Hắn như đao khắc vậy khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, lông mày rậm giống như hai thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng về phía trước vung lên, ánh mắt thâm thúy tản ra một loại mênh mông uy áp. Nam tử trung niên không là người khác, chính là Lôi gia gia chủ, Lôi Cô Mây. Hạo nhi, là ai thương ngươi? Nhìn thấy nằm ở trên cáng cứu thương vết thương chồng chất Lôi Hạo, Lôi Cô Mây sát khí nở rộ, cả tòa đại sảnh đều lộ ra vô cùng băng lãnh. Nhất là hắn nhìn thấy Lôi Hạo hai đầu gối ra đứt gãy lúc, càng là suýt chút nữa phát cuồng, Lôi Hạo thế nhưng là hắn cả đời kiêu ngạo, tương lai nhất định trở thành Lôi gia gia chủ nhân.
Bây giờ cư nhiên bị người đánh gãy hai chân, cái này khiến Lôi Cô Mây như thế nào chịu đựng cái này nộ khí. Là một cái gọi Tiêu Phàm kẻ ngoại lai, Lôi Hào ánh mắt lạnh lùng, hắn mặc dù rất muốn giết chết Tiêu Phàm, nhưng hồi tưởng lại Công Tôn Võ thái độ, Lôi Hào trong lòng liền lẩm bẩm. Một cái kẻ ngoại lai mà thôi, lão tử diệt hắn cửu tộc. Lôi Cô Mây thế nhưng là cực kỳ bảo hộ tể chủ, làm sao có thể nhường Lôi Hào không công thụ thương. Gia chủ, ta xem hay là trước nhường dược sư xem Hạo Nhi thương thế a. Đột nhiên, bên ngoài phòng khách bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, người đến là một cái 50 tuổi trên dưới, mặc trường bào màu vàng óng nam tử khôi ngô, trên thân lộ ra một cỗ vô cùng liều lĩnh cuồng bạo chi khí. Nam tử không là người khác, chính là cùng Diêm La Phủ thương lượng truy sát Mộ Dung Tuyết Lôi ra đại trưởng lão Lôi Chín, cũng chỉ có Lôi ra đại trưởng lão cái thân phận này, mới có tư cách nhường Diêm La Phủ tam đại phán quan đứng đầu không cửa phán quan quỷ không cửa tiếp kiến. Dù là Lôi Cô Mây nhìn thấy Lôi Chín, cũng muốn kính sợ mấy phần, bình tĩnh một chút suy nghĩ, khẽ gật đầu nói, đại trưởng lão nói rất đúng, dược sư mời tới sao? Gia chủ, Vân Tranh dược sư đến. Lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền tới, một người làm quỳ trên mặt đất cung kính nói. Vân Tranh, Lôi Cô Mây nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia khó chịu, Sở Văn Hiên như thế nào không đến, nhường đồ đệ hắn tới. Thật sự cho rằng ta Lôi ra đồ vật dễ nắm như thế sao, nhường hắn làm một ít chuyện liền ra sức khước từ. Gia chủ, cẩn thận ngôn từ. Lôi ra đại trưởng lão Lôi Chín nhíu mày, chớ nhìn hắn dáng dấp 10 phần thô kệch, nhưng hắn tâm tư có thể 10 phần kín đáo. Có đôi khi họa từ miệng mà ra chính là cái đạo lý này, Lôi ra tuy mạnh, nhưng Lôi Cô Mây trong miệng Sở Văn Hiên, sau lưng thế nhưng là Sở gia, mặc dù cùng là bát đại thế gia, nhưng Lôi ra cùng Sở gia so sánh, hay là muốn có chút không bằng. Thôi, nhường hắn đi vào. Lôi Cô Mây khoát khoát tay, hắn cũng biết mình là gấp gáp Lôi Hạo thương thế, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Là, gia chủ, cái kia hạ nhân cung kính thôi lui, chốc lát liền dẫn một người mặc màu trắng mây áo thanh niên đi đến, hắn dáng dấp mi thanh mục tú, cả người phong độ nhanh nhẹn, cho người ta một loại đại gia phong phạm cảm giác. Vân Tranh gặp qua Lôi gia chủ, Lôi trưởng lão, màu trắng mây áo thanh niên Vân Tranh hơi hơi thi lễ nói. Sư tôn ngươi đâu, Lôi Cô Mây khoát khoát tay, không chút khách khí đạo. Sư tôn đang lúc bế quan luyện đan, cho nên nhường Vân Tranh đến đây. Lôi gia chủ yên tâm, Vân Tranh bất tài, nhưng nhất định hết sức nỗ lực. Vân Tranh đúng mực nói, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu, ta dù sao cũng là thất phẩm đỉnh tiêm Alchemist, bình thường nhìn thấy ta, ai không phải khách khách khí khí. Thân là Alchemist, tự có niềm kiêu ngạo của hắn, huống chi sư tôn hắn vẫn là Sở gia người đâu, Sở gia thế nhưng là thần dược các chủ nhân, ai dám đắc tội thần dược các. Tính toán, ngươi tới nhìn một chút Hạo Nhi thương thế. Lôi Cô Mây dù sao cũng là Lôi gia gia chủ, cùng một tên tiểu bối kiến thức còn có thân phận của hắn. Vân Tranh gật gật đầu, đi đến Lôi Hạo bên cạnh ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra, hắn khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, sau nửa ngày mới thở sâu đứng dậy. Như thế nào, Lôi Cô Mây trầm giọng nói. Vân Tranh lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc đạo, Lôi thiếu gia tổng cộng có hai nơi trọng thương, đầu tiên là xương bánh chè vỡ vụn, thương thế này tại hạ có thể dễ dàng chữa khỏi. Nhưng đệ nhị chỗ nhưng là bộ ngực hắn ba cây kim châm, ba cây kim châm liên tục không ngừng hấp thu Lôi thiếu gia hồn lực, như giỏi trong xương, ta bất lực. Bất lực, nghe thế mấy chữ, Lôi Cô Mây tại chỗ bộc phát, sát khí chầm chầm nhìn xem Vân Tranh, ngươi cần gì đan dược và linh thảo, nói thẳng chính là. Lôi gia chủ, tại hạ thật sự bất lực, Vân Tranh thở sâu lắc lắc đầu nói, hắn cũng chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy thủ pháp, ba cái kim châm, vậy mà phong bế Lôi Hạo hồn hải. Chủ yếu nhất là, hắn biết rõ bệnh kết ngay ở chỗ này, nhưng không thể làm gì, cái này khiến Vân Tranh trong lòng cũng không dễ chịu, lòng tự tin của hắn nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Nhìn thấy Lôi Cô Mây còn chuẩn bị báo nổi, Vân Tranh lại nói, Lôi gia chủ không cần sinh khí, Vân mỗ bất tài, nhưng là có thể làm ra đại khái phán đoán, coi như sư tôn ta xuất quan, đoán chừng cũng có chút thúc thủ vô sách, loại thủ pháp này tại hạ chưa từng nghe thấy. Chiếu ngươi ý tứ. Hạo Nhi về sau không cách nào vận dụng hồn lực, là bị phế đi. Lôi Cô Mây giận tím mặt. Nếu như không cách nào rút ra cái này ba cây kim châm, Lôi thiếu gia cùng phàm nhân không hai. Vân Tranh trịnh trọng gật gật đầu, trong lòng của hắn cũng 10 phần chấn kinh loại này kỳ lạ thủ pháp. Lập tức Vân Tranh lại nhìn về phía Lôi Hạo đạo, Lôi thiếu gia, Vân mỗ có đôi lời không biết nên không nên hỏi, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Nghe vậy, Lôi Hạo biến sắc. Trong lòng của hắn càng thêm chắc chắn, Tiêu Phàm thân phận bất phàm,
Vân Tranh hắn cũng đã gặp mấy lần, dù sao cũng là thất phẩm đỉnh tiêm Alchemista, vậy mà trị không hết bệnh của hắn. Vân Tranh híp hai mắt, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên. Ngươi dược sư, ngươi thay ta chữa khỏi chân thương a, những thứ khác ngươi cũng không cần quản. Lôi Hạo lấy lại tinh thần, thở sâu, cho Lôi Cô Mây một ánh mắt đảo. Nghe được Lôi Hạo mà nói, Mây Tranh tự nhiên biết, có mấy lời không phải hắn có thể nghe được, lấy ra một cái thuốc màu trắng đưa cho Lôi Hạo, đạo, Lôi thiếu gia, đây là thất phẩm sinh cốt đan, sau ba canh giờ chân của ngươi thương liền có thể khỏi hẳn. Đa tạ Mây dược sư. Đối với Alchemist, Lôi Hạo vẫn là bảo trì tôn trọng tối thiểu, một ngụm nuốt vào sinh cốt đan. Đã như vậy, cái kia Vân Mỗ cáo tử, Mây Tranh rất thức thời nói, sau đó ra khỏi đại sảnh. Quản gia, tiễn đưa Mây dược sư, Lôi Cô Mây nói, thất phẩm sinh cốt đan mặc dù không là cỡ nào quý giá, nhưng dầu gì cũng không thể để cho đối phương ăn thiệt thòi. Là Mây Tranh sau khi rời đi, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Lôi Hạo, Lôi Cô Mây hỏa Lôi Chín. Hạo Nhi, rốt cuộc là ai thương ngươi? Lôi Cửu biết sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, bằng không Lôi Hạo cũng sẽ không đẩy ra Mây Tranh. Một cái gọi Tiêu Phàm ngoại lai tu sĩ, Lôi Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, ta hoài nghi, hắn là cổ tộc người. Ẩn thế cổ tộc, Lôi Cửu hòa Lôi Cô Mây hai người đồng thời biến sắc, đừng nhìn Lôi ra cao cao tại thượng, nhưng mà cùng ẩn thế cổ tộc so sánh, cũng không tính là gì. Chuyện là như thế này, Lôi Hạo trịnh trọng gật gật đầu, đem chuyện lúc trước nói một lần, Lôi Cửu hòa Lôi Cô Mây hai người cau mày. Sau nửa ngày, Lôi Hạo mới đem đầu đuôi sự tình nói rõ, Lôi Cô Mây lại không trước đây sát khí, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, nhìn về phía Lôi Cửu đạo, đại trưởng lão, ngươi nhìn thế nào? Ẩn thế cổ tộc mặc dù có không thiếu, nhưng chưa từng nghe nói Tiêu gia. Lôi Cửu tay phải kéo lấy cái cằm trầm ngâm nói, đương nhiên, nếu như đây chỉ là hắn dùng tên giả vậy thì nói xuôi được. Cùng là chiến đế cảnh, có thể chiến thắng Hạo Nhi, chính xác rất có thể là ẩn thế cổ tộc người, đương nhiên, không bài trừ Công Tôn Võ cùng cái kia Tiêu Phàm nhất lên làm một tuồng kịch. Lôi Cô Mây cũng gật gật đầu. Lập tức lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, bất quá, ta Lôi ra người cũng không phải dễ khi dễ như vậy, coi như hắn là cổ tộc người, chúng ta tất nhiên không thể trắng trợn giết hắn, nhưng mà vụng trộm gạt bỏ hắn nhưng là dễ như trở bàn tay. Sự tình không phải đơn giản như vậy, Lôi Cửu lắc lắc đầu nói, đối phương tất nhiên dám đả thương Hạo Nhi, như thế nào lại không có dựa dẫm đâu. Coi như không có dựa dẫm, chúng ta như giết hắn, cái kia Hạo Nhi thương thế đâu. Mây Tranh chỉ là một bảy phẩm luyện dược sư, lời hắn nói cũng có thể tin. Lôi Cô Mây khinh thường nói. Gia chủ, nếu không thì như vậy đi, chúng ta trước tiên tìm một tám phẩm luyện dược sư xem Hạo Nhi thương thế, nếu như có thể chữa khỏi Hạo Nhi, chúng ta lại ra tay không muộn. Lôi Cửu suy nghĩ một cái biện pháp điều hòa. Lôi Cô Mây một hồi do dự, nhìn về phía một bên Lôi Hạo, Lôi Hạo gật đầu nói cha, đại trưởng lão nói không sai, Công Tôn Võ không giống như là đang làm giả, hơn nữa Tiêu Phàm nhất mới có thể là giết Công Tôn gia tộc tầm 10 người, ta Lôi ra cùng Công Tôn gia tộc vốn là liên minh, bọn hắn không cần thiết gạt chúng ta. Vậy cứ dựa theo đại trưởng lão nói làm, Lôi Cô Mây bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tán đồng hai người quyết định. Đúng, cha, Lôi Hạo đột nhiên lại đảo. Chúng ta có thể đi hỏi thăm Công Tôn Võ, hắn nhưng cũng như thế e ngại Tiêu Phàm, hẳn là biết Tiêu Phàm thân phận. Cái chủ ý này không tệ, Lôi Cô Mây ánh mắt sáng lên, đây là trực tiếp giải Tiêu Phàm thân phận biện pháp. Gia chủ, ta tự mình đi một chuyến a, Công Tôn Võ hẳn là sẽ cho ta một điểm mặt mũi. Lôi Cửu đột nhiên mở miệng nói. Vậy thì phiền toái lớn trưởng lão, Lôi Cô Mây gật gật đầu, có Lôi Cửu đứng ra, Công Tôn Võ ít nhất cũng sẽ lộ ra một chút, dù sao. Lôi gia cùng Công Tôn gia tộc cũng có đám hỏi. Lôi Cửu quay người rời đi, Lôi Cô Mây hòa Lôi Hạo hai người ngay tại trong đại sảnh chờ đợi. Lúc đến giữa trưa, Lôi Cửu lần nữa trở về, thần sắc có chút ngưng trọng. Đại trưởng lão, như thế nào? Lôi Cô Mây vội vàng hỏi, hắn còn nghĩ thay Lôi Hạo báo thù đâu, chỉ cần Tiêu Phàm thế lực sau lưng Lôi gia không sợ, Lôi Cô Mây tuyệt đối sẽ tự mình đi giết Tiêu Phàm. Nhưng mà, Lôi Cửu nhưng là lắc đầu, hết sức chỉnh trọng đạo, người này, chúng ta không thể động. Vì cái gì? Lôi Cô Mây hòa Lôi Hạo hai cha con miệng đồng thanh nói, chẳng lẽ Tiêu Phàm thật là cổ tộc người? Công Tôn Võ chỉ nói với ta một câu nói, Công Tôn gia tộc lão tổ lên tiếng, phàm là đắc tội Tiêu Phàm nhân, trục xuất Công Tôn gia tộc. Lôi Cửu sắc mặt 10 phần trầm trọng. Nghe nói như thế, Lôi Cô Mây hòa Lôi Hạo hít một hơi lạnh, Công Tôn gia tộc lão tổ là ai? Bọn hắn rất rõ ràng,
cả kia vì cũng không nguyện ý đắc tội Tiêu Phàm, huống chi bọn họ đâu. Công Tôn gia tộc mặc dù không là bát đại thế gia, nhưng coi như Lôi gia so Công Tôn gia tộc mạnh, cũng mạnh có hạn, dù sao Lôi gia đứng hàng bát đại thế gia mới 10 thời gian mấy năm mà thôi. Lôi Cửu không biết là, Công Tôn gia tộc lão tổ nói là túy ông, chỉ là Công Tôn Võ Lý giải thành Tiêu Phàm mà thôi, có mấy lời đi qua mấy người miệng liền biến thành một cái khác ý tứ. Cha, vậy ta thương thế làm sao bây giờ? Lôi Hạo nhất thời cấp bách đứng lên, hắn đường đường thánh thành tám tuấn, cũng không thể biến thành một cái phế vật a, cái này có thể so sánh giết hắn còn khó chịu hơn. Gia chủ, ta nhìn ngươi vẫn là tự mình đi một chuyến a, hóa giải Hạo Nhi cùng Tiêu Phàm ở giữa hiểu lầm, có lẽ còn có chuyển cơ. Lôi Cửu nói. Lôi Cô Mây sắc mặt âm trầm đáng sợ, chính mình đường đường thế gia gia chủ, tự mình đi tìm một cái kẻ ngoại lai, cái này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chuyện tối ngày hôm qua gây rất lớn, nếu như Lôi Cô Mây tự mình đứng ra, chẳng phải là đại biểu Lôi gia phục nguyễn. Hướng một cái kẻ ngoại lai xin lỗi, này đối Lôi gia danh tiếng thế nhưng là tổn hại cực lớn, Lôi Cô Mây như thế nào tiếp thu được đâu. Thế nhưng là không xin lỗi mà nói, con của hắn Lôi Hạo có thể liền thật sự phế đi. Chờ Hạo Nhi chân thương lành, Sở Văn Hiên cũng cần phải xuất quan, nếu như ngay cả hắn đều trị không hết Hạo Nhi, lại đi tìm tiểu tử kia cũng không muộn. Lôi Cô Mây cuối cùng làm một cái quyết định. Nếu như ngay cả tám phẩm luyện dược sư đều trị không hết Lôi Hạo, vậy hắn cũng chỉ có thể tự mình đi tìm Tiêu Phàm. Đương nhiên, Lôi Cô Mây tự nhiên hy vọng không cần đi đến một bước kia, nếu quả thật đến một bước đó, chờ Lôi Hạo thương thế tốt sau đó, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Tiêu Phàm. Dù là Tiêu Phàm thật là ẩn thế cổ tộc thiên tài, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đừng nhìn Lôi Cô Mây tính khí 10 phần táo bạo, nhưng có thể làm đến vị trí gia chủ, nội tâm của hắn như thế nào mặt ngoài đơn giản như vậy, dù là Lôi Cửu cũng không dám dễ dàng phản bác Lôi Cô Mây quyết định. Bất đắc dĩ, chuyện này chỉ có thể như thế đặt. Thời gian trôi qua, màn đêm rất nhanh buông xuống, Tiêu Phàm cũng cuối cùng đình chỉ điêu khắc, ngón tay của hắn nắm lấy một khối ngọc bài. Nếu như Vân Khê ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì này ngọc bài cùng bên trên trọng thiên thân phận bài hoàn toàn giống nhau như đúc. Ngọc bài này cơ hồ hoàn mỹ, nếu như này cũng không thể, cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Tiêu Phàm thở sâu, đem thân phận ngọc bài thu vào, lắp bắp nói, không biết Vân Khê bên đó như thế nào. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, nhưng hắn kinh ngạc là, Vân Khê sớm đã ngồi ở trong sân trên bàn đá, tựa như chờ đợi hắn đã lâu. Công tử, may mắn không làm nhục mệnh. Vân Khê nhếch miệng nở nụ cười, xòe bàn tay ra, lòng bàn tay là một bộ bức tranh, rất hiển nhiên là bên trên trọng thiên bản đồ. Khổ cực, Tiêu Phàm tiếp nhận địa đồ, mở ra vừa mở, bên trên trọng thiên bố trí trong nháy mắt in vào trong đầu hắn, lấy hắn đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, bất kỳ chi tiết nào đều chạy không thoát hắn bắt giữ. Ta tại thượng trọng thiên chiến hồn điện dạo chơi một thời gian không lâu lắm, cho nên rất nhiều nơi rất mơ hồ, chỉ có chiến hồn điện phụ cần coi như tinh tường, hy vọng có thể đến giúp công tử. Vân Khê khoát tay một cái nói. Chiến hồn điện, Tiêu Phàm nhìn xem trên bản đồ đánh dấu, đột nhiên cười ha hả, ha ha, Vân Khê, ngươi thực sự là ta quý nhân. Vân Khê không biết vì sao, hắn không biết là, hồ điệp thú truyền về tiểu ma nữ vị trí, cùng chiến hồn điện một bộ đồ 10 phần phù hợp. Làm Vân Khê lấy lại tinh thần lúc, Tiêu Phàm đã không thấy bóng dáng. Hết tập 54.